Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 215 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột xác trên con đường trở thành cường giả ở tập trước. Dương Khai sau khi chỉ huy thoái Mặc Đài xuyên qua bất hồi quan đến Sơ Thiên Đại Cấm phối hợp ô quảng giết Mặc tộc, hắn đã đưa Trương Nhược Tích tới hỗn loạn tử vực giúp nàng đột phá nút thắt tấn thăng bát phẩm khai thiên. Sau cùng thì trở về tổng phủ tư ký Lưu để Âu Dương Liết được ra chiến trường chiến đấu, Hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Sư đệ, giờ ta đến tổng phủ tư báo cáo, sư đệ tự bảo trọng, ngày sau chúng ta có cơ hội lại cùng sánh vai tác chiến, được. Âu Dương liệt tăng tốc như một cơn gió lao đi, a ha 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 ha, thanh dương vực, ta đến đây. Người sống trên đời, chuyện không như ý có 8-9 điều, Âu Dương sư huynh lần này đi, e là không thế như ý rồi. Tiễn biệt Âu Dương liệt, Dương Khai ẩn đi khí tức và bóng hình len lén đi một vòng trong huyền minh vực kiểm tra tình hình ở đây. Huyền minh vực không có gì bất thường, mọi thứ đều như bộ dạng năm đó lúc ta đi, chẳng qua là số lượng thất phẩm nhân tộc rõ ràng tăng lên nhiều. Không biết bên mễ sư huynh đã chuẩn bị xong chưa, sắp xếp bao nhiêu người đến chiến trường mặc khai thác tài nguyên. Mấy hôm sau tại trung tâm quảng trường, Dương Khai liếc nhìn đội ngũ phụng mệnh đến chiến trường mặc mà hơi có chút ngạc nhiên. Tu vi không cao, đều là tử ngũ phẩm, thậm chí còn có tam phẩm, xem ra mấy người này chắc là khai thiên cảnh mà mấy năm trước nhân tộc sinh ra. Phẩm giai hiện tại đã là cực hạn đời này của họ, trên chiến trường rất khó phát huy tác dụng, chức vụ họ đảm nhiệm luôn là chức vụ loại như hậu cần. Nhưng một nhóm người này, nếu dẫn đến chiến trường mặc khai thác tài nguyên sẽ không gặp trở ngại gì. Mấy lão tướng này chắc là hộ trì nhóm võ giả khai thác tài nguyên ở chiến trường mặc, dương sư đệ, phiền đệ rồi, sư huynh yên tâm. Dương Khai mang theo 9 vị lão tướng bát phẩm cùng mở tiểu càn khôn của mình ra, mấy vạn người chia nhóm có trật tự vào trong từng cánh cửa, phân biệt được chúng bát phẩm thu nhận. Đúng rồi sư đệ, Âu Dương sư huynh đi trước một bước đến Hắc vực, sau khi đệ gặp huynh ấy không cần nói gì thêm, dẫn huynh ấy đến chiến trường mặc, những người khác sẽ nói rõ tình hình với huynh ấy. Khụ khụ, ta còn tưởng Âu Dương sư huynh sẽ đến Thanh Dương vực chứ, nghĩ cũng đúng, nếu để Âu Dương sư huynh biết nhiệm vụ lần này, e là nói gì cũng không đi. Huynh ấy hướng đến ngày tháng oanh liệt, làm gì bằng lòng đến chiến trường mặc trốn khai thác tài nguyên chứ. Ta biết điều trong lòng huynh ấy nghĩ, chỉ là một trận sinh tử đại chiến mấy ngàn năm, trong cơ thể huynh ấy tích lũy quá nhiều ám thương, thương thế đó cho dù là huynh ấy cũng rất khó hồi phục. Nếu có thể tấn thăng cửu phẩm còn được, nhưng đời này huynh ấy vô vọng cửu phẩm, số ám thương đó lúc nào cũng đang tiêu hao sức sống của huynh ấy, loại chuyện chiến tranh với cường giả Mặc tộc huynh ấy vẫn là đừng tham dự nữa. Âu Dương Sư Huynh chắc chắn sẽ lại oán trách Huynh cho mà xem. Oán trách thì oán trách đi, xem như là chút lòng riêng của ta, các bạn già càng lúc càng ít rồi, phải có người sống để chứng kiến ngày nhân tộc thắng lợi. Mễ Sư Huynh yên tâm, các hậu bối đã vực dậy, đủ để đón lấy cây cờ trong tay các tiền bối, gánh lấy trọng trách chống lại mặc tộc, mà ngày đó, sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Mễ Sư Huynh bảo trọng, chờ ngày đó đến, mong là Huynh và Âu Dương Sư Huynh có thể cùng chứng kiến thời khắc huy hoàng đó. Được, cáo tử. Dương Khai dẫn đầu đoàn người bay đi, nay trong thế giới Tam Thiên, trừ Lăng Tiêu vực mà nhân tộc nắm trong tay, đại vực mới cùng với đại vực của tổng phủ tư gia, các nơi khác gần như đều có hình bóng của Mạc tộc, chỉ có hai đại vực ngoại lệ, một nơi là hỗn loạn tử vực, bên còn lại chính là Hắc vực này, Mạc tộc từng đến đây thăm dò, nhưng chỗ này không có càn khôn cũng không có tài nguyên, hoàn toàn là một mảnh đất không sinh sôi, nên không cần phí tinh lực bố trí ở đây, điều này đã tiện cho bỏ ta Mấy hôm sau, khi đoàn người xuyên qua một vùng đổ nát, Âu Dương Sư Huynh, tiểu tử cậu tinh mắt, ta trốn kỹ như vậy cũng bị cậu phát hiện. Sư đệ, lần này chúng ta đến chiến trường mặc làm gì thế, có phải muốn đánh bất hồi quan rồi không? Nếu đánh bất hồi quan cũng không phải không được, chẳng qua là người của chúng ta có phải hơi ít không, à, ta biết rồi, chúng ta đi hủy mặc xào của mặc tộc nhỉ. Âu Dương Huynh đừng hỏi nhiều, chờ đến đó sẽ biết. Được được được, ta không hỏi, chúng ta xuất phát đi, Âu Dương Liệt trong lòng vô cùng háo hức, hắn nào có biết Mễ Kinh Luân đã sắp xếp cho một chiếc bảo kê hậu cần chứ, đúng là khổ thân mà. Chuyến này chư vị khí tức tương liên với ta, ta sẽ cố gắng hộ trì chư vị, nhưng tình hình trong thông đạo hư không biến hóa khôn lường. Nếu thật sự đi lạc cũng mong chư vị sư huynh đừng hoảng, đứng tại chỗ, ta tự sẽ đến tìm. Mọi người đều đã hiểu rõ, nếu vậy thì xuất phát đi, Dương Khai vung tay mở ra một thông đạo, đám người không chút do dự theo sát hắn tiến vào đi trong khe hở hư không như vậy đúng là lần đầu đúng vậy chúng ta phải thận trọng chút nếu không may đi lạc ở đây sẽ bị nhốt trong đây cả đời rất nhanh sau đó sau khi xuyên qua một thông đạo lối ra mọi người đã xuất hiện tại chiến khu bích lạc ý chỗ này là chiến khu bích lạc năm đó chỗ này còn là cương vực mà năm đó mặc tộc chiếm cứ cách bích lạc quan một đoạn khá dài ngược lại cách vương thành mặc tộc gần hơn nhìn đám người vẫn tiếp tục tiến lên âu dương liệt trong lòng nghi hoặc không thôi sư đệ Đi lầm hướng rồi phải không? Bất hồi quan không ở bên này mà. Hướng của chuyến này khác hẳn với hướng của Bất hồi quan, sư huynh bình tĩnh, lát mới giải thích với huynh, được thôi. Một tháng sau bên trong hư không, chỗ này có không ít càn khôn chết đi, mà hiếm có dấu vết khai thác, chắc có thể có được thu hoạch không nhỏ. Ở đây đi, được, mệnh lệnh vừa ra, từng vị bát phẩm bảo kê đều mở ra tiểu càn khôn của mình, từng con chiến hạm mang theo mấy vạn khai thiên cảnh từ từ bay ra. Âu Dương Liệt nhìn một màn này mà mồ hôi đã ướt chán, trong đầu hắn càng lúc lại càng đa nghi không hiểu, nhưng cái cảm giác bất an kia vẫn đang dâng lên, giống như bản thân hắn bị lừa bán đi vậy. Chuyện ở đây giao cho chư vị, đây là không linh châu, xin chư vị mỗi người giữ trên mình một viên, sau này cách trăm năm ta sẽ đến tìm chư vị một lần, thu thập vật khai thác. Nếu gặp hung hiểm không thể hóa giải, có thể đến sơ thiên đại cấm, bên đó có một đội thoái mặc quân chấn thủ, tiền bối phục quảng của long tộc cũng tọa chấn ở đó. Yên tâm đi, bọn ta sẽ cẩn thận, mà giờ sau khi nghe những lời này, Âu Dương Liệt cuối cùng cũng đã hiểu ra, hắn vội vàng xông tới túm lấy cổ áo của Dương Khai. "Đứng lại, Âu Dương huynh có gì muốn biết, lát nữa hỏi các sư huynh khác là được, bên sư đệ còn việc gấp không tiện ở lâu." Không gian lóe lên, thân ảnh của Dương Khai ngay lập tức liền biến mất, "Chư vị, các người có phải nên giải thích với ta không? Hai, thật ra lần này bọn ta đến không phải đi làm đại sự gì, nhiệm vụ chính là." "Cái gì chứ hả?" Bảo ta phụ trách trông coi người khai thác vật tư ở đây ư, mễ đại đầu, ta mắng chết người. Âu Dương sư đệ bốt giận, chỗ này tuy không có chiến sự nhưng đối với nhân tộc ta cũng có ý nghĩa không tầm thường. Đúng vậy, đúng vậy. Các tướng sĩ tu hành trị thương cần vật tư, so với giết địch trên chiến trường trách nhiệm bọn ta gánh không thua gì, đều sinh kế cho nhân tộc. Đúng gì mà đúng chứ, ta trăm phương ngàn kế rời khỏi huyền minh vực là vì cái gì hả, vì giết địch trên chiến trường không phải chạy đến đây trông coi bọn khai thiên tam tứ ngũ phẩm khai thác vật tư trời ơi là trời điên mất thôi trong lòng mang theo một cỗ lửa giận âu dương liệt hóa thành tia sáng bay đi âu dương sư huynh huynh đi đâu vậy lão tử đến sơ thiên đại cấm lão tử tham gia thoái mặc quân lão tử muốn giết địch hơ may quá ít nhất hắn không ấm đầu đến bất hồi quan nếu không thì không biết làm thế nào nữa yên tâm đi hắn sẽ quay về thôi sao ông biết vậy sau khi Âu Dương Tấn Thăng lục phẩm đã vào chiến trường mặc, nhiều năm như vậy sớm đã quen với tác phong của quân ngũ, ông ấy là chiến sĩ thực thụ, tinh khí tuy nóng nảy nhưng không có quân lệnh sẽ không tùy tiện hành sự, nếu không ông ấy cũng không ở Huyền Minh vực nhiều năm như vậy, mãi đến khi lấy được văn thư điều lệnh mới rời khỏi Huyền Minh quân. Nửa ngày sau, Âu Dương Liệt bộ dáng vô cùng mệt mỏi chán nản từ nơi xa bay về, Âu Dương chịu phận đi, đây cũng là Mễ đại đầu đó đang chăm sóc các bạn già như chúng ta các bát phẩm đối với bản thân mình tại sao bị phái đến đây trông coi đội khai thác vật tư đều hiểu rõ trong lòng trong cơ thể mỗi người chúng ta đều có vết thương ẩm sớm đã không còn như đỉnh phong nhưng mễ đại đầu lại có lòng riêng điều chúng ta đến đây là vì cái gì còn không phải vì tương lai nhân tộc sao nếu có một ngày nhân tộc thật sự giành chiến thắng mặc tộc dọn sạch vũ trụ này lúc xây dựng lại trật tự kinh nghiệm của người già chúng ta là chỉ dẫn không thể thiếu của đời mới hừ lão tử cần hắn chăm sóc à đấu tranh với mặc tộc bọn lão già chúng ta không thân tiên sĩ tốt, đem toàn bộ trọng trách đặt hết lên người bọn nhóc đó là sao chứ hả? Đúng đúng, gừng vẫn là người già như chúng ta cay, nhưng bọn nhóc đó cần nhiều rèn luyện hơn mới có thể trưởng thành, xem như cho chúng chút cơ hội biểu hiện đi. Chết tiệt, chờ một ngày lão tử về, vặn mũ của mễ đại đầu xuống làm bồn vệ sinh. Hát gì? Còn ở bên kia có người đang không ngừng hắt hơi liên tục vì bị ai gió dọa ngắt mũi. Người ta nói khoảng cách không phải là mấu chốt, mấu chốt là ai nhột thì người đó hát xỉ. Còn Dương Tiểu Tử đó cũng không phải thứ tốt lành gì, lại lừa ta như vậy, gặp hắn phải đánh một trận mới được. Được, sư huynh để bọn ta giúp ông, chúng ta liên thủ, tiểu tử đó lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ đâu. Mấy vạn võ giả rất nhanh dưới sự sắp xếp của các bát phẩm chia thành mấy đợt tản ra khai thác vật tư có thể tồn tại ở gần đó. Mấy tháng sau bên trong đại điện bất hồi quan, biểu cảm của vương chủ đại nhân trông có vẻ như rất vui thì phải. Vương chủ đại nhân gặp chuyện vui gì rồi sao? Chẳng lẽ mặc tộc ở chiến trường đại vực nào đó có tiến triển mang tính đột phá sao? Vương chủ đại nhân, hôm nay triệu tập bọn ta là có chuyện gì vui sao? Ha ha, bên sơ thiên đại cấm có tin rồi. Đại nhân, sơ thiên đại cấm mở rồi sao? Sau trận chiến năm đó ở sơ thiên đại cấm, sơ thiên đại cấm phong tỏa. Sau khi mặc chìm vào giấc ngủ, bên mặc tộc không thể liên lạc được với bên nó. Hà, sơ thiên đại cấm vẫn còn. Vậy thông tin bên đó làm sao truyền qua chứ? Bởi vì có vài ngăn cách của sơ thiên địa cấm. Tin mà bên đó truyền đến ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nay nhân tộc còn cường giả quản lý sơ thiên đại cấm, trước đó có người mở ra một khe hở. Cái gì? Có người quản lý sơ thiên đại cấm ư? Chẳng phải thương đã chết rồi sao? Sao còn người có thể quản lý sơ thiên đại cấm chứ? Người đó là ai vậy? Nay, vương chủ mặc vực nói bên sơ thiên đại cấm có tin rồi, chẳng phải là trí tôn tỉnh rồi, đại cấm bị phá sao? Nếu là thật, vậy ngày mặc tộc thống nhất chư thiên rất nhanh sẽ đến. Không phải như các ngươi đã nghĩ đâu, sơ thiên đại cấm vẫn còn, trí tôn vẫn còn đang ngủ, eo, vậy mà bày ra cái bộ mặt vui mừng như chúng sổ số, số vậy, làm mừng hụt không à? Vậy tại sao vương chủ đại nhân lại vui mừng chứ, nhất định là trong lời còn lời, còn thông tin gì mà chúng ta chưa biết? Chẳng lẽ ý của vương chủ đại nhân là, hiện tại người quản lý sơ thiên đại cấm không phải dương khai ư? Đúng vậy, thông tin trong đại cấm truyền ra tuy không hoàn chỉnh, nhưng ta đã hỏi kỹ rồi nay nhân tộc nắm giữ đại cấm không có điểm nào giống với dương khai cả là một người mà chúng ta không biết nhân tộc còn đế ổn như vậy ư nhưng nếu nhân tộc có người quản lý sơ thiên đại cấm tại sao lại phải chủ động mở một khe hở chứ ta đã liên lạc với người trong tộc trong đại cấm họ phát hiện nay thực lực nhân tộc quản lý nơi đó yếu hơn thường việc quản lý sơ thiên đại cấm không bằng thương cho nên phải mở khe hở giải phóng áp lực đây là một tin tốt vậy có cần thuộc hạ dẫn một đội đại quân đến sơ thiên đại cấm trong ứng ngoại hợp với người trong tộc trong đại cấm đánh bại bọn nhân tộc đó không bổn vương chủ cũng từng hỏi bên đó cần chi viện không người trong tộc bên trong đại cấm nói không nên bước dây động rừng họ đang nghĩ cách tự phá giải một âm đạo trong đại cấm nếu thành công người trong tộc bên trong đại cấm có thể xông ra sơ thiên đại cấm vững chắc cỡ nào ta từng trải nghiệm qua năm đó lúc ta ở bên trong đại cấm nhiều cường giả mặc tộc không phải chưa từng thử qua xung kích bên trong nhưng bất luận cố gắng bao nhiêu năm cũng không thấy khởi sắc. Nếu họ đã nói vậy vậy chắc là có manh mối, hiện tại người giả nhân tộc tiếp tay, không phải lão quái vật như thường. Chỉ cần xảy ra chút sơ suất gì, người trong tộc bên trong đại cấm sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Vương chủ đại nhân anh Minh, đám mặc chủ cùng nhau rời đi, mana ra trong lòng thẩm mỹ. Nhưng còn một điểm khiến ta rất quan tâm, dương khai đâu, nay không biết tên đó ở sơ thiên đại cấm còn có hướng khác không. Đúng lúc này, một tên vực chủ tiến đến trước mặt Manaza, đại nhân, gần đây có mấy đội vận chuyển vật tư mãi không thấy về, cái gì, đội ngũ quá kỳ hạn bao lâu rồi hả? Đội sớm nhất nên về trước tháng 1, gần đây nhất cũng nên đến bất hồi quan vào năm ngày trước. Có từng phái người thăm dò qua chưa? Đã đi thăm dò rồi, chắc không bao lâu sẽ có tin báo về, đến lúc đó đem tin truyền đến chỗ ta, ạ. À. Mấy hôm sau, lĩnh chủ mặc tộc phụ trách thăm dò tình báo, mượn mặc xào nhỏ mang theo trên người truyền tin về bất hồi quan mấy đội phụ trách vận chuyển vật tư sớm đã trở về theo hướng bất hồi quan nhưng lại mất tích giữa đường một cách ly kỳ cái gì mất tích ư đội vận chuyển vật tư không thể nào vô duyên vô cớ biến mất nay sức mạnh nhân tộc thu tóm cả chiến trường mặc đều là hậu phương của mặc tộc mấy năm nay mặc tộc không ngừng khai thác tài nguyên ở chiến trường mặc đưa đến tiền tuyến chưa từng xảy ra sai sót gần đây lại có đội vận chuyển vật tư mất tích ư rồi như chợt nghĩ tới cái gì mana ra hàm răng cắn chặt lại không hay có nhân tộc đang gây sự nhất định là tên Dương Khai đó, chỉ có hắn mới có năng lực như vậy, đáng hận mà, anh Khai nhà ta thì kiểu, ủa alo, ủa, Cao có biết gì đâu chèn, Cao không biết gì hết. Bất chợt mana ra từ trong ngực lấy ra một truyền tin châu, viên ngọc liên lạc này là lần trước Dương Khai để lại cho ta dùng để giao phó lô vật từ đó. Nghĩ là sau này có thể có thể mượn thứ này định vị ngược lại vị trí của Dương Khai nên ta đã giữ lại. Vừa lấy ra truyền tin châu thử truyền âm, truyền tin châu đã nảy sinh phản ứng rung lên, đáng chết, tên đó thật sự ở gần bất hồi quan. Cùng lúc đó, bên ngoài bất hồi quan tại một phù lục, hơn một tháng này ta cướp năm đội mặc tộc thu hoạch không tệ. Bất chợt truyền tin châu dung lên, thanh âm của ma na ra từ bên trong truyền ra, dương khai đại nhân, có thể gặp mặt nhau không? Tên ma na ra đó tâm tư đúng thật là nhạy bén, nhanh như vậy đã phản ứng lại rồi, thú vị, bị 50% chịu thì chịu không chịu thì thôi. Cái gì? Ở đối diện Mana ra sau khi nghe dứt câu thì sắc mặt đã đen lại càng đen, cái tên này. Vật tư mặc tộc khai thác ra ở chiến trường mặc hắn muốn chia 50% ư, khẩu vị lớn đến mức quá đáng. Loại chuyện giúp cho địch này, nếu ta đồng ý, vậy ta sẽ là tội nhân của mặc tộc mất. Mana ra suy tính một hồi sau đó phân phó xuống dưới, đi, gọi vực chủ phụ trách vật tư qua đây một chuyến, ạ. À. Dương Khai Đại Nhân có ý gì, xin hãy nói chi tiết, ta có ý gì hả, ha ha, Điệu cười vô cùng xấu xa kia khiến cho Mana ra ngay lập tức hình dung ra gương mặt bỉ ổi của anh Khai, kiểu mà hiện nay trên đang lên xu hướng, nhìn có hơi đều nhưng rất cuốn. Dương Khai, ta 30 người trước, đại nhân Mana ra. Tính từ một tháng gần đây nhất, đội quá hạn chưa về có mấy đội hả, năm đội ạ, vậy về thì sao, cũng là năm đội ạ. Mất tích năm đội, về năm đội, đúng là con số 50%, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, xem ra đây là Dương Khai cố ý làm vậy. Ý của hắn rất rõ ràng không cần mặc tộc đồng ý, hắn nói lấy 50%, chắc chắn sẽ lấy 50%, hắn không cần bàn bạc, truyền âm chẳng qua chỉ là thông báo mà thôi. Hiếp người quá đáng, a a a a a, Dương Khai, ta 30 con mợ ngươi, đại, đại nhân người sao vậy? Nhưng Dương Khai dám đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy, chứng tỏ vật tư nhân tộc đã bắt đầu thiếu thốn, hừ, đi, triệu tập toàn bộ vực chủ bất hồi quan, ta muốn bàn chuyện với họ. Một lúc sau đại điện bất hồi quan, không biết đại nhân triệu tập bọn ta đến có việc gấp gì. Dương Khai ở ngoài bất hồi quan, cái gì? Vậy chúng ta còn không mau dẫn binh giết hắn, các ngươi đừng quên, Dương Khai đó lợi hại cỡ nào. Đúng vậy, thủ đoạn tấn công thần hồn đó của hắn rất quỷ dị khó đoán, không được khinh suất. Vật tư nhân tộc thiếu thốn, nay hắn đang cướp đội vận chuyển vật tư của Mạc tộc ta, hiện tại tuy tổn thất nhỏ nhưng nếu không sớm giải quyết chuyện này, lâu dài, vật tư Mạc tộc chúng ta có được e là chỉ có một nửa của mọi năm sẽ ảnh hưởng đến đại kế thống nhất chư thiên của tộc ta. Chuyện này phải giải quyết thế nào, mong đại nhân Mana ra đưa ra chỉ thị. Chuyện vật tư, bất luận là đối với mặc tộc hay nhân tộc đều là vốn tự cường, vật tư của mặc tộc chúng ta bị cướp, tổn thất của bản thân là thứ yếu, giúp nhân tộc lớn mạnh mới là điều không thể chấp nhận. Ta cần chư vị kiểm tra động hướng của Dương Khai, đồng thời hộ tống đội vận chuyển vật tư về. Nếu vậy phải kết trận hành động rồi, đối mặt với sát tinh như Dương Khai, không kết trận đồng nghĩa với đi chết. Đúng vậy, đối mặt với Dương Khai yêu cầu cơ bản nhất là trận thế tứ tượng, vực chủ có thể kết thành trận thế tứ tượng mới có thể thi hành nhiệm vụ lần này, không làm được thì đừng đi. Nhiệm vụ lần này, mục tiêu không phải giết Dương Khai, nếu gặp Dương Khai, tự bảo vệ là chính. ạ à. Một hồi sau, Mana ra đem tin này báo cho tên vương chủ, láo tuét, sao hắn dám đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Lần trước vì chuyện tổ địa đã để cho hắn lượng lớn vật tư, sao hắn còn không thỏa mãn chứ? Vương chủ đại nhân, thuộc hạ đã lệnh chủ vực chủ kết trận ra ngoài thăm dò tung tích của Dương Khai đó, chẳng qua là thực lực của Dương Khai rất mạnh, các vực chủ gặp hắn e là cũng không phải đối thủ. Vậy ngươi đích thân ra tay, tìm cơ hội bắt lấy hắn đi, mana ra giật mình nhìn lại, sao hả, ngươi không bằng lòng sao? Vương chủ đại nhân hiểu lầm rồi, thuộc hạ đương nhiên bằng lòng, chỉ là nếu sau khi thuộc hạ rời đi, Dương Khai đó chạy đến bất hồi quan ra tay với mặc xào thì phải làm sao? Lời này có lý, ba 000 năm nay thực lực của Dương Khai nâng cao rất nhiều, bất hồi quan chỉ dựa vào mình ta khó có thể bảo vệ toàn bộ mặc xảo. Hơn nữa, lần trước vì chuyện tổ địa mặc tộc ta tổn thất không nhỏ, lần này nếu còn chọc giận hắn, không biết lại phải đền bao nhiêu vật tư nữa đây. Tên vương chủ đấm mạnh xuống thành ghế cái rầm tức giận quát, mặc tộc ta đầy nhân tài, chẳng lẽ không giải quyết được một Dương Khai sao? Làm thêm một vị ngụy vương chủ đi, để hắn âm thầm cùng ta bảo vệ bất hồi quan, ngươi ra mặt đối phó với Dương Khai. Nhưng vương chủ đại nhân, số lượng vực chủ tiên thiên bên mặc tộc đã giảm đi quá nhiều rồi, nếu còn. Yên tâm, chỉ làm thêm một vị ngụy vương chủ mà thôi, không vấn đề gì, đừng quên chúng ta còn sơ thiên đại cấm làm hậu thuẫn. Chờ ngụy vương chủ mới chào đời, ngươi ra tay đối phó Dương Khai, cố gắng chọc giận hắn, để hắn đến bất hồi quan, ta sẽ cùng ngụy vương chủ mới chờ hắn ở bất hồi quan. Thuộc hạ đi sắp xếp ngay, nếu thật sự như vương chủ đại nhân tính toán, có lẽ thật sự có cơ hội bắt được Dương Khai. Một tháng sau, tại một tòa mặc xào cấp vương chủ, một thân ảnh to lớn từ bên trong bước ra, ngụy vương chủ mông quyết, mông quyết, bất hồi quan giao cho ngươi, đừng phụ trọng trách mà vương chủ đại nhân giao. Yên tâm, người nên lo lắng là ngươi, Dương Khai đó không dễ đối phó, dựa vào bản lĩnh tranh chua đó của hắn, chờ ngay sau vào bất hồi quan có cái để hắn chịu rồi. Mấy hôm sau, sâu trong hư không, Sớm biết đại nhân Mana gia muốn đến, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Mana gia vừa xuất hiện đã ngay lập tức lên tiếng hỏi thăm, Dương Khai không giao thủ với các người sao, bốn vị vực chủ cả người đều không có một vết thương nào, rõ ràng có điều không ổn. Không nói thì thôi, nói ra làm cho cả bốn tên vực chủ như ngậm bồ hòn thở phì phì, đại nhân có điều không biết, hành tung của Dương Khai đó thần bí khó lường, bọn ta khó nắm được động hướng của hắn. Vậy vật tư thì sao hả, bị Dương Khai cướp đi bao nhiêu rồi? để giảm rủi ro vật tư vốn đã bị bọn ta để trong những không gian kết quả vẫn bị dương khai cướp đi cái gì những không gian nhỏ như vậy dương khai lại không giao thủ với các người sao có thể tùy tiện cướp đi hả là là ta chủ động giao ra ngươi nói gì cơ bịch bịch tên vực chủ quỳ dạp trên đất hoảng sợ đại nhân bốt giận dương khai dùng thần niệm phong lấy bọn ta buông lời nếu không giao vật tư ra sẽ liều thần hồn bị thương cũng phải giết bọn ta cho nên tại hạ không thể không xin đại nhân trách phạt, xin đại nhân trách phạt. Mana ra ngửa đầu cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, giận thì giận, Dương Khai từng giết địch ô, họ sợ cũng có thể hiểu được. Xem thử có thể mượn viên châu này liên lạc với Dương Khai không, Mana ra lấy ra truyền tin châu thử truyền tin, nhưng huyền tin châu lần này lại không có chút phản ứng cộng hưởng nào. Tên khốn đó đại khái lại đem châu liên lạc thu vào trong tiểu càn khôn rồi, đây rõ ràng là không bằng lòng với liên lạc với ta nữa mà giận sôi máu mà. Hừ, vô cùng cay cú, Mana ra đấm mạnh một cái xuống mặt đất làm cho bốn tên vực chủ xém tí là tè ra quần. 10 năm sau trong hư không, đại nhân Mana ra. 10 năm rồi, không có một đội nào có thể đưa vật tư vào một cách toàn vẹn. Dương Khai đó đúng là hiếp người quá đáng. Không gian thần thông của tên đó rất thần kỳ, mới vừa cướp bọn ta, dây kế tiếp lại đang cướp đội khác, không thể nào phòng được. Dương Khai đúng là khó đối phó. Tình hình hiện tại, muốn đến gần Dương Khai gần như là không thể con đường duy nhất có thể liên lạc được với hắn chỉ còn lại viên ngọc liên lạc nhưng hắn lại không thèm ngó ngàng gì ta cả, ta là bị hắn cho ăn bơ rồi. Đúng lúc này, truyền tin châu đột nhiên rung lên, cái gì, Dương Đại Nhân, 10 năm rồi, Dương Khai cuối cùng cũng chủ động liên lạc với ta rồi. Hào hức bao nhiêu thì lại cay cú bấy nhiêu, vẫn là thanh âm vô sỉ đó 50%, chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu. ra như muốn nổi điên định cầm truyền tin châu ném đi, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại hắn lại sợ không cách nào liên lạc với Dương Khai nữa. Đành cắn chặt hàm răng, Dương Khai đại nhân có tham quá không? Vậy 10 năm gần đây, đội vận chuyển vật tư bên mặc tộc có mấy phần trở về bất hồi quan hả? Đây là uy hiếp mà, uy hiếp một cách trắng trợn. Bản tọa không muốn đem mọi việc làm đến tuyệt tình, những năm nay chưa từng ra tay với chư vị vực chủ, tự nhiên cũng hy vọng phía mặc tộc cũng có thể hiểu rõ đại nghĩa, thức đại thể. Ăn cướp còn ra vẻ, ta chưa từng thấy người mặt dày vô sỉ như vậy, vật tư là do mặc tộc khai thác ra phía nhân tộc chẳng có chút cống hiến gì hết đến nay vậy mà lại còn có mặt mũi nói đến đại nghĩa đại thể gì chứ mana gia đại nhân những năm nay ta chưa từng đi đến bất hồi quan nặng nhẹ ra sao mana gia đại nhân có lẽ có thể phân được rõ ràng nhỉ hảo gia hỏa tiểu tử này cuối cùng cũng nói đến điểm chính rồi chỉ cần để dương khai tin tưởng phía bất hồi quan chỉ có một vị vương chủ tọa chấn vậy thì có thể đem hắn dụ đến bẫy do vương chủ đại nhân thiết lập rồi Dương Khai có những việc có thể một có thể hai không thể ba. Ngươi ba lần quậy bất hồi quan, nếu còn có lần nữa, Mana Ra ta sẽ không để yên với ngươi đâu. Âm thanh của Mana Ra vừa dứt, ở cách đó không xa, Anh Khai cũng đã nhìn thấy nụ cười đắng thắng của hắn. Quả nhiên có giá. Không gian lóe lên, Dương Khai lập tức dịch chuyển về nơi xa. 10 năm nay, ta trước trước sau sau đã âm thầm cho xét bất hồi quan nhiều lần, nhưng trong lòng ta phàm là hiện ra ý niệm muốn hủy đi mặc sao đều sẽ đột nhiên tim đập mạnh giống như trong bất hồi quan ẩn giấu đại hung hiểm có thể uy hiếp được chính mình vậy. Kết hợp với kinh nghiệm lần trước mana ra ẩn thân ở bất hồi quan, mặc tộc lần này chắc chắn lại xuất hiện ngụy vương chủ gì đó mới rồi. Nhưng mà, he he he, ngươi đợi đó cho ta, lần này bản tọa không hủy đi 10 tòa vương chủ mặc xào của mặc tộc ngươi thì không ngừng nghỉ. Khí tức của Dương Khai lao thẳng về hướng bất hồi quan, mana thấy thế trong lòng mừng vẫy đuôi, được lắm, Dương Khai mắc bẫy rồi, phải mau chóng thông báo đến vương chủ lấy ra tử sào mana ra hạ lệnh, báo với vương chủ đại nhân, dương khai sắp đến, hãy chuẩn bị trước. Đến lúc đó vương chủ đại nhân và mông quyết chỉ cần giữ chân hắn trong vòng 10 hơi thì có thể khiến tứ môn bát cung tu xưng trận phong tỏa hư không. Dương khai đó chắc chắn sẽ thành con thú bị giữ chân, ha 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 ha. Vui vẻ còn chưa được bao lâu, nửa ngày sau trong hư không, mana ra đại nhân cứu mạng. Chuyện gì vậy hả? Vừa mới nhìn lại chỉ thấy trước mặt hắn lúc này là một đám mặc tộc vực chủ mặt mày xưng đến biến dạng nhìn mặc không ra mặt Chúng ta đang hộ tống một nhánh đội ngũ vật tư quay về bất hồi quan, nào ngờ Dương Khai đột nhiên hiện thân, không chỉ cướp sạch đồ còn đem chúng ta đánh đến trọng thương. Hắn thi triển thần hồn bí thuật đó rồi sao? Nếu Dương Khai lần này dùng đến thần hồn bí thuật đó, lúc này hắn chắc chắn là lúc hắn yếu đuối nhất, nếu có thể tìm được tung tích của hắn, việc đó sẽ có khả năng lớn. Chưa từng ạ, à, cái gì? Hắn vậy mà lại chưa từng thi triển thần hồn bí thuật, sao có thể đem các ngươi đả thương đến thế này chứ? Bốn vị tiên thiên vực chủ kết thành tứ tượng trận thế, Dương Khai không dùng đến thần hồn bí thuật đó tuyệt đối không thể nào tạo thành uy hiếp đối với các ngươi. Là các ngươi đã tự mình mở ra trận thế sao, đám mặc tộc vực chủ im lặng không đáp, mà na ra chỉ có thể thở dài ngao ngán. Gia hỏa này lúc trước vô cùng tự tin nói muốn đến bất hồi quan, lời nói ra vẫn còn nóng hổi quay đầu đã chạy đến bên này đã thương bốn vị vực chủ, thật đúng là không có gì đáng tin hết, thật là điếm thúi mà. Như vậy xem ra, bố trí phía bất hồi quan rất có khả năng đã bị Dương Khai nhìn ra rồi, các ngươi cùng ta về bất hồi quan, đem việc này báo lại với vương chủ. Một hồi sau bất hồi quan đại điện, các ngươi nói nói gì hả, chỉ nghe dầm một tiếng, cả bất hồi quan chấn động kịch liệt. Bên trong đại điện là trạng thái tức giận muốn điên của tên vương chủ, nếu Dương Khai không đến, vậy tất cả bố trí chẳng phải là vô ích rồi sao vương chủ đại nhân việc về vật tư kéo dài càng lâu đối với mặc tộc ta lại càng bất lợi đến nay vật tư có thể yên ổn quay về bất hồi quan đã không còn bao nhiêu lẽ nào ngươi muốn đáp ứng yêu cầu vô lý đó của hắn ư nam thành tự nhiên là không thể nào đáp ứng dương khai được nhưng kẻ này luôn rất tham lam nếu cho ít chỉ sợ hắn cũng không đồng ý tên vương chủ chấn nản ngồi thụp xuống chủ vị việc này ngươi tự mình làm chủ đi đừng đến làm phiền ta nữa Nhân tộc sao lại làm ra thứ này chứ? Bản quân thả cùng Thánh Long phục quảng giao thủ quá chiêu cũng tuyệt đối không muốn nghe thấy hai từ Dương Khai nữa. Chỉ nghe đến tên thôi là máu tiết trong người đã sôi lên rồi, cay sắp điên luôn rồi mà. Manaza vừa mới tiến ra bên ngoài đại điện, trước mặt hắn một đám vực chủ mặt mày xám xịt đứng chờ sẵn, đừng nói với ta lại là Dương Khai đó đã đả thương các ngươi nhé. Dạ, không chỉ chúng ta, những vực chủ duy trì tứ tượng trận khác cũng liên tiếp bị Dương Khai đánh lén, may mà không có thương vong. Ồ, không có thương vong sao, vết thương của hai vực chủ đó giống hệt nhau, đều ở trên ngực thiên về phương vị bên trái hai tấc. đây là vô tình hay là cố ý đây? Nếu là cố ý, Dương Khai chắc chắn đang truyền đạt một tin tức gì đó, hắn hoàn toàn có năng lực kích sát hai vị vực chủ này, có thể lưu thủ là đang thể hiện thành ý của chính mình. Mana gia đại nhân, sau khi Dương Khai đó rời đi, chúng ta đã phát hiện ra vật này, có lẽ là của hắn lưu lại, một tên vực chủ cầm tới một quả càn khô nổ vị trí đánh dấu trong càn khôn đồ này chính là cứ địa mà mặc tộc đang ra sức khai thác hiện giờ thì ra dương khai sớm đã biết rồi dù trở thành thân ngụy vương chủ thì đã sao lần này đối kháng với dương khai ta đã thất bại hoàn toàn đến cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp ừ để tất cả vực chủ đều quay về bất hồi quan đi đại nhân dương khai đó phải làm sao bây giờ thân ảnh mana ra lóe lên rồi bay đi ta sẽ nói chuyện nghiêm túc với hắn một hồi sau bên trong hư không nhìn thân sắc của mana gia đại nhân giống như đã có quyết đoán rồi nhỉ việc vật tư vương chủ đại nhân đã toàn quyền ủy thác ta đến xử lý tốt lắm đề nghị lần trước của ta vẫn có hiệu lực hai ta quen biết cũng không ít năm rồi mặc dù mỗi người vì một trận doanh nhưng ta đối với tôn giá vẫn là cực kỳ bội phục không bằng gọi ngươi một tiếng dương huynh thế nào hả vậy ta nên xưng hô ngươi thế nào ma huynh à mặc tộc các người không có thứ như họ tên hả chỉ có vương chủ mới có tư cách lấy mặc làm họ đến nay vương của tộc ta chính là mạc thị dưới vương chủ danh tính tự lập dương huynh cứ gọi thẳng tên ta là được dương huynh cuối cùng việc vật tư nam thành là tuyệt đối không thể nào vị khẩu này cũng lớn quá rồi he he nhân tộc có câu nói xưa miệng lớn ăn bốn phương ngươi xem miệng của ta có lớn hay không dương huynh hôm nay ta là thật lòng thật ý muốn thương lượng việc này với ngươi mong dương huynh đừng đùa cụ khụ thế này ngươi và ta mỗi người lùi một bước ta không lấy nam thành ngươi cũng đừng nói một thành gì hết, bốn thành được không, hai thành, ba thành đi. Ba thành, mana ra ngươi cũng không cần ép giá, ba thành là giới hạn cuối cùng của ta, nếu mặc tộc còn không chịu đáp ứng vậy thì không cần bàn thêm. Gia hỏa này rốt cuộc là đến cướp hay là cố ý gây chuyện với ta vậy, anh khai nhà ta là máy hút bụi siêu cấp cơ mà. Còn có, tất cả vật tư khai thác từ bên ngoài vào có thể do mặc tộc tiếp thu, cứ mỗi 10 năm, không. Lấy thời hạn 5 năm, Mặc tộc phải bỏ ra ba thành tất cả vật tư đưa ra khỏi bất hồi quan giao đến tay ta. Vật tư mỗi nhánh đội ngũ đưa về đều không giống nhau, phẩm chất cũng không tương đồng, nếu không kiểm nghiệm kỹ càng ai cũng không biết trong vật tư đưa về rốt cuộc có những gì. Nghĩ đến đây mana ra trong lòng cười thầm, nếu là vậy thì có thể đáp ứng yêu cầu của Dương Huynh. Vậy Dương Huynh, mọi việc đến đây là coi như êm xuôi rồi, chúng ta sau này còn gặp lại, đợi đã, ta còn có một điều kiện nữa. Dương Huynh mời nói, biết ngay chuyện không đơn giản như vậy, tên Dương Khai này nào phải tên dễ chịu thiệt chứ. Trong các chiến trường đại vực, ta không hy vọng nhìn thấy bóng hình của bất kỳ một vị ngụy vương chủ nào. Hắn quả nhiên đã đoán được, vốn kế hoạch để mông quyết âm thầm tiếp tục mai phục, do ta lên tuyến đầu, kết quả còn chưa chờ thực thi đã bị lời của Dương Khai chặn hết rồi. Dương Huynh yên tâm, ta quanh năm ở bất hồi quan, chuyện lớn nhỏ do ta ra tay xử lý, tuyệt không thể đến chiến trường tiền tuyến. Xí, còn ở đây giả nữa, ý trong ngoài lời hình như mặc tộc chỉ mình hắn là ngụy vương chủ vậy nếu vậy chuyện này quyết định vậy đi như vậy rất tốt dương khai vung tay ném cho mana ra một bình rượu lớn lần trước đã nói lại đến bất hồi quan sẽ mời ngươi uống rượu hôm nay hợp tác vui vẻ hũ rượu này tặng ngươi 5 năm, năm sau ta sẽ nói ngươi biết chỗ bàn giao vật tư ngoài ra vật tư quý tộc khai thác nhiều ít trong lòng ta biết rõ mong các ngươi thành thật một chút nếu không ta sẽ từ chối nhận lời vừa dứt thân ảnh dương khai liền biến mất Manaza trong lòng vô cùng khó chịu, đồ không đủ thì từ chối nhận sao, lợi ích có không còn từ chối, đúng thật là không hiểu nổi. Hắn từ từ mở ra nắp bình rượu, bên trong trống không nào có cái nịt gì chứ, ức hiếp người quá đáng mà, bùng, khi thế bùng lên, Manaza đập tan cái vỏ, trong lòng giận đến tím người. Năm năm sau, tại một mảnh càn khôn phù lục, một tên vực chủ từ nơi xa đáp xuống trước mặt Dương Khai. Phụng lệnh đại nhân Mana ra đến giao vật tư cho đại nhân Dương Khai, mời đại nhân Dương Khai điểm thu. Bên mặc tộc ăn xén là điều chắc chắn, chắc chỉ có 25%, cũng không quá đáng. Nếu không có vấn đề gì, tiểu nhân về phục mệnh, chờ đã, đại nhân còn việc gì sao? Mang cho ma na ra, được lợi của mặc tộc, đương nhiên phải trả chút đồ về, cái này gọi là có qua có lại, nói rồi Dương Khai ném qua cho tên vực chủ một vò rượu lớn. Tên vực chủ còn chưa kịp từ chối thì thân ảnh của Dương Khai đã biến mất từ lúc nào, một hồi lâu sau, vò rượu đã được mang tới phòng của Ma Na Dương Khai chết tiệt, làm như ta và hắn có giao dịch âm thầm gì vậy. Sau này vương chủ đại nhân làm sao tin ta nữa đây chứ, đại nhân Ma Na rượu này. Hừ, để ta đi tìm vương chủ đại nhân nói rõ. Cùng lúc đó tổng phủ tư nhân tộc, tiền bối, đây là vật tư 15 năm nay thu được. Vật tư chiến trường mặc ư, từ khi nào phong phú như vậy, cậu đi cướp mặc tộc à? chỉ có mặc tộc mới có thể lấy ra nhiều vật tư như vậy, nếu không vốn không thể giải thích chuyện trước mắt. Coi là vậy, ta và mặc tộc đã đạt thành vài hiệp nghị, sau này vật tư bên bất hồi quan khai thác ra chia ta 30%. Mễ Kinh Luân miệng khẽ nhếch lên, nếu không phải mặc tộc bị ép hết cách sao có thể đồng ý với yêu cầu nực cười này của Dương Khai được cơ chứ, nhưng không sao, ta thích à ha ha. Nhưng Dương Khai một thân một mình, nhất định nhiều lần đối mặt với nguy cơ sinh tử, trọng trách hy vọng của một tộc lại đặt lên vai một người nghĩ đến đây mễ kinh luân hai tay chấp lại hướng dương khai cúi đầu thật sâu sư huynh làm gì vậy sư huynh thay tỷ vạn người trong tộc tạ qua sư đệ sư huynh nặng lời rồi sư đệ tuyệt đối không dám nhận ta cũng là xuất thân nhân tộc thân bằng hảo hữu của ta rất nhiều đều đấu tranh với mặc tộc trên chiến trường những việc này là điều ta nên làm sư huynh gần đây cục thế hai tộc thế nào rồi vẫn như cũ không có biến hóa gì quá lớn trong chiến trường đại vực các nơi không ngừng có người mới của hai tộc xuất đầu và có rất nhiều tinh nhuệ anh tài đã từ chiến xa trường. Trước mắt nhân tộc không thiếu thiên tài nhưng thiếu thời gian, nhóm hạt sống tốt sớm nhất trực tấn thất phẩm muốn tấn thăng cửu phẩm vẫn cần thời gian trầm định và rèn rũa của tuế nguyệt. Việc như tấn thăng đột phá, người ngoài không thể giúp được gì, mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Sư huynh, ta còn có việc phải làm, đi trước một bước đây, được, sư đệ một thân một mình ở ngoài nhất định phải cẩn thận. Dương Khai thân ảnh lóe lên bay về nơi xa, hy vọng một ngày nào đó khi quay trở lại có thể nghe thấy một số tin tốt. Một hồi lâu sau thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại Sơ Thiên Địa Cấm chiến từ ngoại vây, phục quảng tiền bối, tình hình ở Sơ Thiên Đại Cấm thế nào rồi? Là Dương Khai đến rồi à, bên này chiến sự khá gấp rút, may là Ô Quảng phối hợp không tồi với Thoái Mặc Quân, cũng có thể duy trì cục diện. Nhưng mà giết chóc nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể thấy được Mặc tộc trong Sơ Thiên Đại Cấm yếu đi chút nào, giống như giết không hết diệt cũng diệt không nổi. Chỉ cần một ngày mặc chưa chết, mặc tộc sẽ giết không hết, tên này chính là nguồn gốc. Tiền bối bảo trọng, ngày sau nếu có việc gì cần dùng đến vãn bối cứ việc phân phó, kiểm tra tình hình của chiến trường song dương khai lại quay người rời đi. Đến nay đã mấy trăm năm qua đi rồi, vật tư trong tay nhược hy có lẽ cũng đã tiêu hao gần hết rồi, nên đi xem thử rồi. Hỗn loạn tử vực, dương tiểu tử, ngươi thật đúng là phí tâm phí sức lắm, từ xa xôi chạy đến để đưa tư nguyên cho nhược hy nay có đại ca đại tỷ coi trọng tu hành của nhược hy những năm nay vẫn luôn đốc thúc cô ấy luyện hóa ngũ hành tư nguyên không có lúc nào lơ là bản thân nhược hy cũng là tính cách có thể nhẫn nạn và chịu khó chúng ta cũng không làm gì hết cô ấy tự biết chỉ có tự thân thực lực cường đại mới có thể phóng ra ánh sáng thuộc về chính mình trong đại chiến tương lai cho nên những năm nay cũng cố gắng gấp bội thực lực đề thăng tự nhiên là vô cùng nhanh chóng đợi đến khi nhược hy tu luyện thành công tấn thăng cửu phẩm nhất định sẽ trở thành một chỗ dựa vững cho nhân tộc. Cùng lúc đó bất hồi quan đại điện, mấy năm gần đây, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, giao chiến của hai tộc nhân mặc càng kịch liệt hơn so với trước kia. Cục diện cân bằng trước mắt đại khái đã không duy trì nổi bao lâu nữa, bất chợt, ha ha ha, đây là âm thanh của vương chủ đại nhân. Ha 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 ha, đại nhân, có phải có việc mừng gì không? Không sai, là có việc mừng, ngươi đoán thử xem, việc mừng này từ đâu mà đến? Ô Mông quyết nhanh miệng tiến lên, tiền tuyến chiến trường, mặc tộc ta đại thắng, giết vô số vương giả nhân tộc phải không? Mana gia ngươi cảm thấy sao? Chắc không phải là phía Sơ Thiên Đại Cấm có tiến triển gì rồi chứ? Bốp bốp, không sai, Mana gia vẫn thông tuệ như vậy, chính là phía Sơ Thiên Đại Cấm có tiến triển rồi. Sao ngươi có thể nghĩ ra được chứ? Những năm gần đây, việc lớn nhỏ trong tộc đều do ta xử lý, nếu ta không nhận được, vậy tự nhiên không phải việc của chiến trường tiền tuyến, ngàn năm trước, đại nhân từng nói qua tộc nhân trong sơ thiên đại đại cấm đang nghĩ cách phá giải đại cấm hôm nay đại nhân vui mừng như vậy chắc chắn là bên đó đã chuyển đến tin tức tốt mong quyết học tập mana ra nhiều chút đối phó nhân tộc phải dùng đến não xin nhớ lời đại nhân mong quyết nhớ kỹ rồi đại nhân phía sơ thiên đại cấm đã chuyển đến tin tức gì vậy có một nhóm tộc nhân đã thành công bước ra khỏi sơ thiên đại cấm rồi cái gì là thật sao việc này đúng là việc đáng mừng trong số tộc nhân bước ra có vương chủ không? Tình hình phía sơ thiên đại cấm ngươi cũng biết đấy, có một chút kẽ hở đã là không dễ dàng gì, nếu là vương chủ bước ra, động tĩnh quá lớn, sợ là sẽ bị nhân tộc cường giả phát giác. Trước mắt số lượng tộc nhân bước ra không tính là nhiều, nhưng mà sau đó sẽ có càng nhiều tộc nhân rời khỏi sơ thiên đại cấm thôi. Đại nhân, phía sơ thiên đại cấm nếu có nhân tộc cường giả tọa chấn, các tộc nhân sao có thể tránh được giám sát của bọn chúng mà tìm được kẽ hở vậy? lúc trước từng nói với ngươi, thực lực của nhân tộc cường giả này không thể bằng thương, còn tự cho là thông minh chủ động chém ra một đạo khuyết khẩu, tự nhiên là không thể đề phòng được chúng ta rồi. Đại nhân, những tộc nhân đó chưa từng rời khỏi sơ thiên đại cấm, không hề quen thuộc với ngoại giới, có cần ta đến tiếp ứng không? Không thể. Có gì không thể chứ, Dương Khai đến nay đang ở ngoài bất hồi quan, nếu ngươi rời đi, hắn lập tức có thể phát hiện ra hành tung của ngươi, nếu là vậy, đem ngươi giấu giếm đến tận bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa chứ, chật. Không sai, mong khuyết ngươi không thích hợp lộ diện, những tộc nhân đó thậm chí không thích hợp đến bất hồi quan. Đại nhân anh Minh, nếu để Dương Khai biết được tung tích của những tộc nhân này, rất dễ dàng có thể nghĩ đến liệu có phải phía sơ thiên đại cấm đã xảy ra chuyện hay không. Mong đại nhân truyền tin, để những tộc nhân đó tu chỉnh tại chỗ, đợi cơ hội đến, đừng để bại lộ. Được, những tộc nhân từ sơ thiên đại cấm bước ra đó đều có thương thế trên thân, Bọn họ cần vật tư liệu thương, việc này giao cho người xử lý Dạ. À. 10 năm sau hư không, lại đến hẹn nhận vật tư của Dương Khai, sau khi kiểm tra xong tài nguyên bên trong, anh Khai sắc mặt trở nên âm trầm giọng nói lạnh ngắt, quay về nói với Manaja, lần tới còn dám cắt giảm phần của ta như vậy bản tọa sẽ tự mình ra tay đi lấy đấy, dạ dạ dạ, ta nhất định sẽ nói rõ việc này với Ra đại nhân, cút đi. Mấy năm gần đây, vật tư mà Ra giao lên càng lúc càng ít, phẩm chất cũng không bằng lúc trước phía Mặc tộc rốt cuộc đang dở trò gì vậy nhỉ? Thiên địa của Mặc chi chiến trường rộng lớn như vậy là một mảnh bảo khố cực lớn, chỉ cần Mặc tộc chuyên tâm khai thác, ta không tin bọn chúng lại thiếu vật tư, lại đến kỳ hẹn trăm năm với đám Âu Dương liệt rồi. Đi xem thử thôi. Một hồi lâu sau tại một phù lục, Âu Dương tiền bối, a, à, xịt Dương Khai định nói cái gì thì Âu Dương liệt đã ra hiệu cho hắn im lặng đáp xuống gần nó. Đi theo ta. Dương Khai chậm rãi theo Âu Dương liệt từ từ lần mò tới một tòa phù lục trước mặt hai người lúc này là một tòa mặc xào to lớn, cái gì chứ? Nơi này vậy mà lại có mặc xào, hơn nữa nhìn quy mô và tình hình phóng ra mặc chi lực ở ngoại vây của mặc xào này, rất có khả năng là vương chủ cấp mặc xào. Mười năm trước, ta và mấy vị bát phẩm khác dẫn theo mấy vạn võ giả chuyển dịch nơi khai thác đến phụ cận, khi đến đây tra xét tình hình, vô tình hát hiện ra thứ này. Mặc chi lực sinh ra trong mặc xào không hề phóng ra xung quanh, mà là cố gắng tụ tập vào trong mặc xào, xem ra là một tòa mặc xào còn chưa hoàn toàn nở ra. Dương Khai nhìn qua Âu Dương Liệt, lúc sư huynh phát hiện mặc xào này, có từng thấy mặc tộc tiến vào không? Không thấy. Vậy thì kỳ lạ rồi, một tòa mặc xào khả năng là vương chủ cấp dựng ra ở nơi khỉ ho co gái này, lẽ nào là mặc tộc đã vứt bỏ từ lâu sao? Việc này cũng không đúng, mặc xào là tồn tại rất đặc biệt, là nơi nuôi dưỡng mặc tộc, bọn chúng không thể nào vứt bỏ như vậy được. Sư đệ, hay là ta đi xem thử nhé, Ta đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi. Không, để ta đi. Không phải ta không tín nhiệm sư huynh, chỉ là đến nay cục thế không rõ, bắt buộc phải đưa ra ứng phó xấu nhất. Chỉ sợ bên trong còn có vương chủ cấp cường giả tọa chấn. Vậy ta lựa trận cho sư đệ, sư huynh tự mình cẩn thận. Nói rồi dương khai hóa thành tia sáng bay đi. Vừa mới tới bên ngoài mạc xào, dương khai khí thế trong cơ thể bùng lên bao trùm toàn thân, kim ô đúc nhật hiện ra, tiếng kim ô cao vút lao thẳng xuống tòa mạc xào kia là mặc sao vừa bị tấn công từ bên trong một đám mặc tộc tức tốc lao ra đối kháng lại công kích của dương khai cái gì trong mặc xào kia lại che giấu mười vị vực chủ ư sư huynh yên tâm đối với ta mà nói chỉ cần không có vương chủ vậy thì ta chính là vô địch dương khai vung tay đánh xuống kim ô đúc nhật một lần nữa ẩm ẩm phá không mà đến một đám vực chủ mới vừa chạy ra lao lên phía trước trong nháy mắt liền bị nhấn chìm bên trong ngọn lửa âu dương liệt nhìn một màn này mà lạnh cả sống lưng nhanh thật cũng không biết là Dương Khai quá mạnh hay là các vực chủ quá yếu đây. Một đợt công kích đi qua, Dương Khai lông mày hơi nhíu lại, ủa, tình hình có chút không đúng. Thương thế của những vực chủ này hình như không hoàn toàn là công lao của Kim Ô Chú Nhật, thực lực của vực chủ tiên thiên rất mạnh. Cho dù là bị thương, thương thế cũng không thể nào rõ ràng như vậy được, mọi người hãy cẩn thận, nhìn ta ra hiệu mà hành động. Trừ khi những tiên thiên vực chủ này vốn dĩ đã bị thương sẵn. Ha ha, xem ra chém chết các ngươi không cần quá nhiều sức lực rồi đi đi kim ô kim ô kêu lên thánh thoát sau đó lao đến một đám vực chủ đám vực chủ đồng tử co lại hét lên nhanh vây quanh tấn công hắn đừng cho hắn cơ hội nữa cùng nhau xông lên gào lên một tiếng một đám vực chủ sau khi né tránh được công kích của kim ô liền lao đến tấn công dương khai đến rất đúng lúc thương long cầm chặt trong tay anh khai vung trường thương quét ngang mũi thương vừa qua lại một đám vực chủ bỏ mạng tại chỗ a a a Âu Dương liệt ở một bên lúc này đã đứng hình, miệng mở lớn có thể nhét vừa quả táo. Tiểu tử này cũng quá mạnh rồi đấy. Bất phẩm lão tướng như mình ở trước mặt hắn đến ngay cả sách dép cũng không xứng. Mọi người đều là từ khai thiên, sao khoảng cách lại lớn đến như vậy chứ? Vài tên vực chủ chưa kịp lao đến nhưng thấy đồng bọn bỏ mạng đã vội quay xe chia nhau ra mà chạy. Anh khai ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bàn tay giơ lên ngưng tụ pháp quyết chỉ nghe hắn quát một tiếng ngưng đột nhiên không thể nhúc nhích được nữa đám mặc tộc vực chủ còn lại bị không gian cầm cố tại chỗ thương long thương dơ lên sau đó đâm tới cứu phóc phụt từng mũi thương mỗi lần đâm đến lại mang theo tính mạng của một tên vực chủ tên tiếp theo a a a a đám vực chủ tiên thiên này dưới công kích của dương khai chống trả vô cùng yếu ớt không có một chút dấu hiệu phản kháng nào chỉ có thể nhìn từng mũi thương đâm xuyên qua cơ thể không gian vừa giải trừ trạng thái cầm cố một tên vực chủ nội giận gầm lên dám giết tộc nhân của ta đi chết đi hắn lợi dụng khi anh khai công kích một tên vực chủ mà từ sau đánh tới, chỉ nghe bùng một tiếng, mặc chi lực bao phủ một mảnh hư không. Nhưng khi toàn bộ khói bụi tán đi, Dương Khai vẫn ngạo nghễ đứng đó, lại không bị tổn thương chút nào, ngươi rốt cuộc là ai hả? Chỉ là một nhân tộc nhỏ bé, lại có thể giết được những vực chủ tiên thiên chúng ta giống như giết chó giết gà, ta là ai à, ta là ông nội của ngươi đây, nào đến đây nào cháu yêu của ta, cam hia, lời vừa dứt Đầu lâu của tên vực chủ hỏi nhiều đã chia tay với cổ mà bay đi xa. Bất chợt thanh âm cười lớn vang vọng hư không, ha 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 ha, quả nhiên chém giết kẻ địch mạnh mới là khát vọng lớn nhất của lão tử, dương khai ngoảnh đầu nhìn lại. Con hàng Âu dương liệt vừa rồi tranh thủ diệt sát tên vực chủ tiên thiên cuối cùng đang vô cùng hứng khởi, đắc chí cười như địa chủ được mùa. Sư đệ, vừa rồi hình như ta đã cảm nhận thấy ra hỏa này vốn có thương thế trên người, không sai, thương thế của bọn chúng không nhẹ sao bọn chúng lại bị thương được chứ? Ai đã đã thương bọn chúng vậy? Hơn nữa vì sao bọn chúng lại trốn ở đây để trị thương nhỉ? Tiên thiên vực chủ của mặc tộc thông thường đều thích ngủ sâu trị thương ở bất hồi quan, vương chủ cấp mặc xào bên đó rất nhiều. Lại có vương chủ như mặc vực tọa chấn, tính an toàn chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với loại hư không hiếm thấy như này chứ. Thật là không hiểu nổi mà, chắc không phải là nội bộ ma tộc có vấn đề, Ngụy vương chủ gọi là ma na ra kia muốn tự lập môn hộ chứ. Nếu thật sự là vậy thì có thể miễn cưỡng giải thích được những tiên thiên vực chủ này vì sao lại ấn nấp tại đây, Dương Khai trầm ngâm. Mana chỉ là ngụy vương chủ, bên trên còn có vương chủ chính thống như mặc vực, cho dù hắn có tâm tư tự lập môn hộ. Những tiên thiên vực chủ khác sao có thể dễ dàng để yên chứ, Mana có lẽ không có tâm tư này đâu, cũng không bản lĩnh đó. Từ kinh nghiệm tiếp xúc nhiều năm nay của ta với mặc tộc, nội bộ mặc tộc có lẽ có những âm đấu rõ ràng, một số mặc tộc cường giả có tư tâm của chính mình nhưng đối với bên ngoài, mặc tộc lại là một khối sắt chân chính, mana ra không thể nào làm những việc ngu xuẩn như tự lập môn hộ đâu. Mặc tộc không cần phải làm thêm việc thừa thải này, 15 vị vực chủ chạy đến nơi này để nở ra một tòa vương chủ mặc xảo tập hợp thành một nhóm, trừ phi, những vực chủ này không phải đến từ bất hồi quan. Nghĩ đến đây Dương Khai liền hóa thành tia sáng bay đi, sư đệ làm gì thế, Dương Khai bay đến bên trên tòa mặc xào sau đó một trưởng đánh tan. Khói bụi tán đi, Dương Khai tập trung quan sát tình huống bên trong đống đổ nát, ở đó, đây là Ý, thất phẩm mộc hành, phẩm chất không tồi, bên này cũng có, là lục phẩm kim hành. Một lúc sau, hai người gom toàn bộ tư nguyên còn sót lại bên trong tòa mặc xào lại với nhau, vậy mà lại có hơn cả trăm. Những vật tư này rõ ràng không phải do bản thân tòa càn khôn này nuôi dưỡng ra mà là từ trong mặc xào bị hủy đi đó rơi rớt ra, những vực chủ đó còn chưa kịp dùng đến. Kỳ lạ, những vực chủ này lấy đâu ra nhiều vật tư vậy chứ? Ta thấy hơn 10 vị tiên thiên vực chủ đó trốn ở đây để trị thương, dưới trướng đều không có bất kỳ một mặc tộc tạp binh nào, ai lại giúp bọn chúng khai thác chứ? Đúng vậy, đợi đã. Âu Dương sư huynh mau hội hợp với những người khác đi, trước lúc ta quay về thì phải chú ý ẩn nấp, có dị thường cũng đừng mạnh động. Ngươi đã phát hiện ra gì sao? Có chút cách nghĩ, nhưng còn phải đi xác định, ta đi nghe ngóng một chút đã. Sư huynh nhớ lấy lời ta đấy, chú ý ẩn nấp ngươi còn chưa nói với ta ngươi muốn đi đâu mà. Dương Khai lao đi dò xét phạm vi xung quanh, mấy lần nhận vật tư gần đây giữa ta và phía mạc tộc. Mạc tộc cắt giảm càng lúc càng quá đáng, lẽ nào phía bất hồi quan không phải cố ý cắt giảm mà là số lượng vật tư thực sự không đủ ư. Bọn chúng đã đem lượng lớn vật tư đưa ra khỏi bất hồi quan, đưa đến bên ngoài những nơi ẩn nấp này, phía đám tiên thiên vực chủ để bọn chúng ấp ra vương chủ cấp mặc xào, dùng để trị thương. Lẽ nào, những tiên thiên vực chủ lưu lạc bên ngoài đó tuyệt đối không chỉ một nhóm, có lẽ còn có nhiều hơn. Nếu ta đoán không sai, những vực chủ lai lịch bất minh này chính là chiêu bài mà ma na ra đã giấu đi, thời khắc mấu chốt sẽ dùng đến bọn chúng thì có thể đánh nhân tộc không kịp trở tay. Chỉ là ma na ra tuyệt đối không thể ngờ đến, hắn sắp xếp cho mặc tộc ở hậu phương vương thành di chỉ, lại vừa hay gặp phải sắp xếp của nhân tộc, Bita và Âu Dương Sư Huynh phát hiện ra. Rất nhanh sau đó Dương Khai đã tìm được một tòa mặc xào khác, đã làm phiền rồi, không sai, mana ra, muốn trách. Thì phải trách ông trời không đứng về phía ngươi thôi, hai đại thần thông pháp tướng đồng thời đánh ra, trong nháy mắt đã nhấn chìm toàn bộ mặc xào cũng những thứ bên trong tan thành cho bụi. Theo thời gian trôi qua, sau khi chảm sát từng nhóm hơn 10 vực chủ, Dương Khai như nghĩ tới cái gì liền ngửa đầu chửi thề. Đệt, ra hỏa ô quảng đó quả nhiên không trông chờ được, vậy mà lại để nhiều vực chủ chạy ra như vậy. Không được, phải quay về tổng tư phủ một chuyến, đem tin tức này nói với bọn họ. Âu Dương Liệt và các lão tướng bát phẩm đang tuần tra trong hư không, thông đạo mở ra, Dương Khai xuất hiện gấp gáp quát lớn, Âu Dương Sư Huynh, Dương Khai ngươi quay về rồi à? Không phí lời nữa, cùng ta quay về tổng phủ tư một chuyến, không đợi cho Âu Dương Liệt có cơ hội ý kiến, anh Khai đã túm lấy vai hắn lôi đi. Các vị, khoảng thời gian này các ngươi phải chú ý ẩn nấp, mặc tộc có không ít vực chủ đã lưu lạc bên ngoài, chư vị phải cẩn thận một chút, đã rõ, ta nói. Âu Dương Liệt còn định nói gì thì đã bị không gian lực bao trùm cơ thể, rất nhanh sau đó hai người xuất hiện ở thái hư cảnh, nói trước một tiếng đi chứ, dọa chết ta mất. Cây đại thụ lớn quá, sư đệ, đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Phía sơ thiên đại cấm có thể đã xảy ra chút vấn đề rồi, có tiên thiên vực chủ đã chạy ra từ đó, chính là những kẻ lúc trước chúng ta đã gặp phải sao? Chẳng trách bọn chúng không đến bất hồi quan, đây là sợ bị ngươi phát hiện ra mà, đại khái có bao nhiêu vực chủ khó mà xác định, nhưng số lượng có lẽ sẽ không ít. Lúc đầu tòa vương chủ cấp mặc sao đó là Âu Dương Sư huynh đã phát hiện từ 10 năm trước, lại suy tính đến công phu mà đám vực chủ đó đã bỏ ra từ sơ thiên đại cấm mai phục quay về, Sơ Thiên Đại Cấm có thể đã xuất hiện vấn đề từ 10 năm trước rồi. Thời gian mấy chục năm, trời mới biết đã có bao nhiêu tiên thiên vực chủ từ Sơ Thiên Đại Cấm chạy ra chứ. Âu Dương Sư huynh, ta cần ngươi quay về tổng phủ tư tìm Mễ sư huynh đem việc này nói rõ với hắn để nhân tộc ta có chuẩn bị để ứng phó sớm. Được, ta hiểu rồi, việc này trọng đại, mặc tộc sử âm chiêu từ trong ám địa như vậy, chắc chắn phải nói mễ đại đầu sớm chút. Ngoài ra, trong tương lai không xa, phía mặc tộc có thể sẽ có thêm một nhóm ngụy vương chủ nữa, phải để mễ sư huynh tăng thêm phòng bị. Có thêm một đám ngụy vương chủ sao, không thể không nói, mana ra đúng là một tên gian xảo. Hắn đem những tiên thiên vực chủ đó sắp xếp ở nơi sâu thẳm trong mặc chỉ chiến tường, cung cấp vật tư giúp bọn chúng trị thương, cũng bao gồm tâm tư sẽ hy sinh bọn chúng vào lúc cần thiết để bọn chúng liên thủ tạo ra ngụy vương chủ. Theo như tình báo hiển thị, Mạc tộc tạo ra một vị vương chủ phải hy sinh mười mấy vị tiên thiên vực chủ cùng một tòa vương chủ cấp mặc xào. Mà sắp xếp của mana ra vừa hay thỏa mãn điểm này, cho nên sự để ý của ngươi là mana dạ đó thực ra đang thực thi kế hoạch tạo ra ngụy vương chủ sao. Không sai, nhân tộc sớm có ứng đối, cũng là lo trước ứng sau, sư huynh đi đi. Dương Khai đem Âu Dương Liệt tiến vào đường hầm hư không tiến về lăng tiêu vực, còn bản thân hắn thì cũng nhanh chóng rời khỏi thái hư cảnh. Lúc đầu ta không hiểu, phía mặc tộc rõ ràng biết xông ra khỏi sơ thiên đại cầm chính là tìm đến cái chết, vì sao còn muốn liên miên bất tuyệt mà phát khởi công kích. Cho dù mặc tộc có ngu xuẩn cũng nên nhìn ra cách làm tiêu giảm thực lực của bọn chúng, vậy mà mặc tộc lại giống như đám ngu mà đối đầu với thoái mặc quân. Đến nay ta đã hiểu rõ rồi, không phải bọn chúng ngu xuẩn mà là bọn chúng có mưu đồ khác. Đại chiến ở nơi khuyết khẩu chỉ là minh tu sạn đạo mà thôi. Tiếp trợ chiến sự kịch liệt bên này, bọn họ đã lôi kéo sự chú ý của thoái mặc quân, hạn chế thánh long phục quảng, thậm chí hạn chế đến tâm thần của ô quảng tọa Trấn ở sơ thiên đại cấm. Như vậy thì, phương vị mà ô quảng và phục quảng không chú ý đến, mặc tộc liền lén độ trận thương, lén mở ra một thông đạo có thể để đám tiên thiên vực chủ có thể chạy ra được. Bọn chúng chắc chắn không dám làm quá đáng quá, cho nên thông đạo đó cho dù tồn tại, các vực chủ cũng phải trả giá cực lớn mới có thể cường hành chạy trốn. Ở vị trí nào nhỉ? Dương Khai sau khi xuất hiện ở Sơ Thiên Đại Cấm liền tăng tốc bay vòng quanh. Phía mặt tộc Cố Kỵ nhất có lẽ là Ô Quảng khống chế Sơ Thiên Đại Cấm, phàm là bị hắn phát hiện ra một chút dị thường, nỗ lực nhiều năm như vậy đều phải mất hết. Cho nên, vị trí đó chắc chắn sẽ ở phương vị mà Ô Quảng không dễ gì mà phát hiện ra. Ở phía xa xa Phục Quảng nhìn một tia sáng bay qua bay lại không ngừng thì không khỏi nghi hoặc, Dương Khai làm sao vậy, hắn lần này qua đây rõ ràng không bình thường lắm. Nhiều ngày sau, Dương Khai bất chợt dừng lại trước một lỗ nhỏ ở bên trên lồng giam, từ cái lỗ nhỏ này, mặc chi lực vô cùng kiềm áp không tán phát. Cùng lúc Dương Khai vừa đến, bất chợt một cái đầu từ bên trong lỗ hổng chui ra, một tên tiên thiên vực chủ vô cùng phấn kích ngửa đầu cười khoái chí, tự do rồi. Nơi này không thể ở lâu, tên vực chủ lén lút chạy đi, Dương Khai ở gần đó ẩn nấp vào hư không không vội công kích mà âm thầm bám theo. Nửa ngày sau, tên vực chủ đáp xuống một mảnh phù lục, ha ha ha, cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi quái quỷ đó rồi, lời vừa dứt, bên cạnh hắn cùng lúc xuất hiện ra một nhóm vực chủ, tên nào tên nấy hơi thở yếu ớt, trên người vẫn còn lại những vết thương chưa lành, đồng hỉ, đồng hỉ a. À. Còn hải đợi thêm mấy vực chủ nữa, tập hợp đủ 15 vị thì chúng ta lại xuất phát, vì sao lại phải đợi đủ 15 vị chứ? vậy chẳng phải còn phải đợi rất lâu sao? Việc này là sắp xếp phía bất hồi quan, chúng ta cứ nghe theo là được. Nơi này không có mặc sao, lại không có mặc chi lực, muốn trị thương đều không có cách nào hết, đợi chờ thế này cũng vô ích. Phía bất hồi quan đã sắp xếp thỏa đáng rồi, chúng ta lúc này chỉ cần đến địa điểm, cái gì có cũng đều sẽ có, được rồi, cũng chỉ có thể vậy thôi. Như lời vừa dứt, một tia sáng từ hư không bất chợt bùng lên, Dương Khai lao ra trong tay cầm theo thương long quét tới, các ngươi sẽ không có gì hết đâu. Phốc một tiếng, đầu lâu của một tên vực chủ nổ tung thành bọt máu, không ổn, chúng ta vừa chạy ra từ sơ thiên đại cấm, nguyên khí đại thương, còn không bằng hai ba thành của trạng thái toàn thịnh, chạy mau. Cả đám tăng tốc lao về nơi xa, nhưng với thực lực của bọn hắn lúc này làm sao có thể thoát khỏi vòng tay của tử thần Dương Khai Chứ. Từng tên rồi lại từng tên ngã xuống, chết tiệt, còn thiếu, còn thiếu một chút. Dương Khai sau một hồi truy kích đã diệt sát tên vực chủ cuối cùng, đồng tử hắn hơi co lại nhìn về một vật nhỏ từ bên trong cơ thể tên vực chủ bay ra đây là đây là mặc sao cỡ nhỏ ư giữa mặc sao có mối tương quan lớn mạnh mấy tên vực chủ này có thể mượn nó liên lạc với bất hồi quan mặc kệ cái này trước còn một việc cần ta mau chóng làm rõ nghĩ rồi hắn thu lại thương long tức tốc bay trở về sơ thiên đại cấm hai tháng sau tại lỗ hồng nhỏ của sơ thiên đại cấm mặc chi lực hơi tỏa ra ngay sau đó là một tên vực chủ tiên thiên từ bên trong lỗ hồng chui ra phụt cưỡng chế chạy ra phản phệ mang lại đúng là đáng sợ phải mau chóng chạm mặt với các vực chủ khác mới được tên vực chủ rời khỏi lỗ hổng sau đó hướng về nơi xa chạy đi hắn không hề biết sau lưng mình một mũi thương đang lặng lẽ lao tới dương khai sau khi phóng đi thương long không gian lóe lên đã đứng chặn trước mặt tên vực chủ người đến là ai hả là ai còn lâu mới nói hắn khẽ điểm ngón tay tên vực chủ đang định công kích bỗng kinh hãi quay đầu về sau lưng mũi thương từ lúc nào đã đâm tới người hắn Đầu lâu bị xuyên thủng, anh khai tiến lên một chân dẫm lên cơ thể của hắn rút ra thương long, nếu không phải tên tiên thiên vực chủ này bị thương, phép thuật ẩn này của ta chưa chắc đã giấu được hắn. Tính kỹ thì, hình như chưa đến 2 tháng đã có 5 vị tiên thiên vực chủ chạy thoát khỏi đại cấm, vậy một năm sẽ có 30 người. Nhưng trong dự tính lúc trước của ta, sơ thiên đại cấm có thể mấy chục năm trước đã xảy ra vấn đề. 30 năm nay, đã có hơn ngàn tiên thiên vực chủ chạy khỏi sơ thiên đại cấm, phải nhanh chóng bảo ô quảng vá lỗ hở lại mới được một lúc sau ngoài sơ thiên đại cấm anh khai đem theo sự tức giận đến dần mặt anh quảng vấn đề không lớn nếu tu vá cũng không phải chuyện khó gì sau này ta sẽ chú ý hơn dùng tâm một chút còn có chuyện như vậy nữa nhân tộc sẽ tiêu anh khai rời đi để lại ô quảng mặt nổi đầy gân xanh mặc tộc đáng chết dám giở trò trước mặt bổn tôn hại ta mất mặt trước tiểu bối xem ta làm sao chị ngươi rất nhanh sau đó chiến trường xung quanh thoái mặc đài tiên thiên vực chủ rút binh rồi sao ha 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 Tốt quá rồi, cuối cùng cũng thắng rồi. Bên sơ thiên đại cấm chủ động mở lỗ hở ra dụ mặc tộc đến giết, chính là để hóa giải áp lực sau này của nhân tộc. Hiện tại mặc tộc chui rúc không ra không phải chuyện tốt. Thoái mặc quân trải qua ngàn năm chinh chiến, bây giờ đúng là cần nghỉ ngơi, thế cục như vậy cũng có thể chấp nhận. Sơ hở bên đại cấm đã bị ô quảng vá lại, vậy thì mặc tộc không cần phải tặng mạng trên chiến trường để kiềm chế tâm thần của ô quảng, đương nhiên sẽ không xuất bình nữa. Hành động này đã bứt dây động rừng ta phải mau chóng tìm ra các vực chủ đang trị thương nghỉ dưỡng, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Một tháng sau bất hồi quan, Mana ra cầm trong tay một tòa mặc xào cỡ nhỏ trầm ngâm suy tư, mặc xào này đến từ vương chủ mặc vực, để ta dùng để giao tiếp với mặc tộc ở sơ thiên đại cấm. Nhưng hiện tại hai ngày qua đi, bên sơ thiên đại cấm không có chút tin tức nào truyền đến, chẳng lẽ bên đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi ư? Bên trong hư không, anh khai một đường dò xét truy kích, những tên vực chủ đang trị thương nào có ai là đối thủ của hắn chứ, cứ như thế từng đám từng đám bị hắn liên tục diệt sát. Cộng thêm mớ này, tổng cộng đã chết ba mớ vực chủ rồi. Mỗi một đợt đều có gần 15 vị vực chủ, xem ra mana ra muốn mượn mấy tên vực chủ này để làm ngụy vương chủ rồi, không được để hắn như ý. Đúng lúc này, mặc sao giống như đang truyền đạt tin tức gì đó thì phải, đây rõ ràng là phía bất hồi quan đang thử liên hệ, không bằng mượn việc này thăm dò một số tin tức xem. Không được, nếu là đem thần thức đưa vào trong mặc xào thì sẽ chạm mặt trực tiếp với đối phương, lỡ như đối diện là mana ra vậy thì sẽ bại lộ mất. Hai giờ sau trong mặc xào bất hồi quan, đợi lâu như vậy cũng không có hồi yêu, phía sơ thiên đại cấm có lẽ đã bị bại lộ rồi. Đám vực chủ cuối cùng chạy ra được này sợ là cũng đã gặp phải độc thủ của cường giả rồi. Dầm, mana ra nổi giận đấm mạnh vào bức tường, vốn tưởng rằng phía mặc tộc sẽ có nhiều vực chủ chạy ra hơn, đáng tiếc. Đúng rồi, nếu đại cấm đã bị bại lộ, nói không chừng Dương Khai đã biết rồi. Dựa vào tài trí của người này, rất có khả năng đã đoán được những bố trí âm thầm kia của tộc ta. Phải mau chóng liên hệ với hắn xem thử hắn đang ở đâu, không chút do dự mana ra lấy ra truyền tin châu liên lạc với Dương Khai. Cùng lúc tại một nơi nào đó cách 600 dặm bên ngoài bất hồi quan, truyền tin châu dùng mạnh. Tình hình mà đạo chủ nói thật sự đã xảy ra rồi, đang có người thử liên hệ với bên này. Một tên nam tử thấy truyền tin châu có phản ứng thì trong lòng hoảng hốt không biết phải làm sao, Hắn hít sâu một hơi nhắm mắt, bình tĩnh, lúc đó sắp xếp của đạo chủ là: Hồi tưởng lại một tháng trước, hư không đạo trường, đệ tử tôn chiếu bái kiến đạo chủ. "Không cần đa lễ, ta cần ngươi giấu đi khí tức trốn ở nơi này, trông coi tốt liên lạc châu này." "Đạo chủ, liên lạc châu này có gì đặc biệt sao? Một hạt châu dùng để truyền tin mà thôi, vậy mà cũng đáng để đạo chủ đặc biệt đến một chuyến ư?" "Ngươi chỉ cần biết việc này trọng đại, liên quan đến tồn vong của nhân tộc, không được để lộ tung tích." dạ đệ tử nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của đạo chủ nếu không ai liên hệ thì thôi nếu có người liên hệ lần đầu thì mặc kệ lần hai vẫn mặc kệ đợi đến lần thứ ba lại đáp lại vậy đệ tử nên đáp lại thế nào truyền tin qua đây lại là người nào ạ à? đáp lại thế nào ngươi tự mình suy xét truyền tin qua đó là một nhân vật nhỏ không có bản lĩnh gì hết đệ tử hiểu rồi trở về với hiện tại vừa nghĩ đến đây tâm thần tên nam tử cũng bình tĩnh trở lại từ bên trong truyền tin châu vang lên thanh âm của ma na Gia, dương huynh ta có việc quan trọng cần thương lượng ừm đây đã là lần truyền tin thứ ba rồi cũng không biết là tiểu nhân vật không có bản lĩnh gì lại dám xưng huynh gọi đệ với đạo chủ thật đúng là không biết trời cao đất rộng mà nếu ta là đạo chủ bị một gia hỏa đáng ghét thúc giục sẽ trả lời thế nào đây nhỉ nam tử suy nghĩ trong nháy mắt liền trầm giọng giả làm giọng của dương khai đáp lại truyền tin châu cùng lúc bên trong mặc sào bất hồi quan tin tức đã truyền đi rồi chứng tỏ Dương Khai vẫn đang ở phụ cận bất hồi quan, nói là không có vậy thì phiền phức rồi. Đúng lúc này từ bên trong truyền tin châu vang lên thanh âm khó chịu, bế quan, đừng phiền, cái gì, mana ra tức giận ngắt đi truyền tin châu. Gia hỏa này vậy mà lại bế quan ở ngoài bất hồi quan, việc này thật đúng là không coi cường giả mặc tộc ra gì mà. Dương Khai còn đang ở ngoài bất hồi quan thì tốt, sợ là sợ gia hỏa này đã thâm nhập vào trong mặc chi chiến tường, tra rõ các vị trí của mặc tộc rồi. Không đúng, nếu người ở phía bên kia liên lạc châu không phải Dương Khai thì sao? Nếu tất cả những việc này đều là do Dương Khai đã bố trí trước thì sao? Phải liên lạc với đám vực chủ đã ngủ sâu trị thương kia, xác định xem bọn họ có an toàn hay không đã. Mana ra đúng là kẻ thủ lớn nhất của anh Khai ở bên mặc tộc mà, trí thông minh cũng hơi cao rồi đó. Mana thử câu thông với từng tòa mặc sao điểm danh kiểm tra số lượng, thiếu gần 60 vị tiên thiên vực chủ, hắn chắn nản ngửa đầu thở dài, cuối cùng vẫn thua một nước cơ a có thể dùng thủ đoạn lôi đình hủy đi mặc xào, giết vực chủ, chỉ có thể là Dương Khai, tên này, đúng là tính chết ta mà, đúng thật là đáng hận. Bên trong không gian mặc xào, đám vực chủ thấy mana na ra tâm thần chấn động thì nghi hoặc, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chư vị không cần giấu nữa, mau động thân đến bất hồi quan đi, trên đường nếu gặp cường giả nhân tộc, nhớ dùng giao thủ với hắn, thực lực người đó rất mạnh, thủ đoạn quỷ dị, không phải chúng ta có thể chống lại đó rốt cuộc là cường giả nhân tộc như thế nào lại có thể khiến một ngụy vương chủ e ngại như vậy chứ đại nhân nếu thật sự gặp phải nên làm thế nào ạ à? phân tán chạy chạy được người nào hay người đó vậy mặc xào thì sao mang theo đi nếu tình hình không ổn có thể vứt đi 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 ạ à. mệnh lệnh vừa ra toàn bộ những mặc tộc vực chủ từ sơ thiên đại cấm đi ra đang lẩn trốn dưỡng thương bên trong mặc xào lập tức rời khỏi nơi chữa thương tập trung lại với nhau bay đi mấy hôm sau Dương Khai xuất hiện, đây là dấu vết mặc xào để lại, và lại nhìn quy mô này, ít nhất là mặc xào cấp vương chủ. Tên mana ra đó đúng thật là mũi chó, khư giác nhạy như vậy sao, nhanh như vậy đã phát hiện ra đem mặc xào rời đi rồi. Mấy tên vực chủ này còn đang nghỉ dưỡng, mana ra đó chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn của họ trước, để họ về bất hồi quan là kế sách ứng đối duy nhất. Trước lúc đó, ta phải cố gắng truy sát máy tên vực chủ này để giảm áp lực sau này của nhân tộc Dương Khai hướng về bất hồi quan ở nơi xa tức tốc bay đi. Một hồi sau đó trong hư không, vừa thấy đám mặc tộc vực chủ phía trước, khi thế trong cơ thể Dương Khai đã bùng lên hét lớn sông tới, giết, là bát phẩm, chia nhau chạy đi bầy ơi. Chạy gì chứ, cường giả nhân tộc mà đại nhân Mana ra nói chắc là cửu phẩm, đây chỉ là một tên bất phẩm mà thôi, chưa gì đã sợ rồi, tụi bay kém quá đi, xem ta đây này. Phốc, Dương Khai vung thương long chém đến, Tên vực chủ miệng to nhất ngay lập tức cơ thể liền bị chia hai, đến rồi, nhanh quá. Chưa dừng lại ở đó, thương long giơ lên cao, kim ô đúc nhật bùng ra lao tới bao trùm một đám mặc tộc vào bên trong, mỗi một thương chém ra mang theo ngọn lửa kim ô lại diệt sát một tên vực chủ. Rất nhanh sau đó cả đám vực chủ gần như đã bị diệt toàn bộ, mạnh, bát phẩm mạnh quá, nhân tộc từ khi nào xuất hiện yêu nghiệt như vậy chứ? Không đợi cho tên vực chủ cuối cùng chạy trốn, mũi thương long lóe lên đã đâm thủng qua đầu lâu của hắn từ xa xa cảm nhận được cỗ chấn động năng lượng bên này mana ra lập tức chạy tới dương khai ở bên nó nhưng khi hắn dẫn theo một đám vực chủ bay tới nơi trước mắt chỉ còn lại là đống đổ nát thân ảnh dương khai đã biến mất từ lúc nào chết sạch rồi sao năm đó vì đề ẩn giấu cỗ sức mạnh cường đại mới đem các vực chủ sắp xếp ở bên ngoài không ngờ kế hỏa hoãn ngày đó lại trở thành gánh nặng ngày hôm nay mana gia đại nhân các vực chủ quay về bất hồi quan ít nhất cũng phải mất thời gian gần một năm trước mắt phải sắp xếp tiếp ứng bọn họ thế nào đây? Nửa năm Dương Khai có thể làm được nhiều việc như vậy, hắn tinh thông không gian đại đạo, ở trong mắt người thường là khoảng cách xa thể với tới, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là trong trước mắt. Hết cách, chỉ có thể nghĩ cách tìm được bọn họ trước lúc bị Dương Khai tìm thấy thôi. Nhiều ngày sau tại một hư không khác, thật tốt quá sắp đến bất hồi quan rồi, một đám vực chủ đang tăng tốc lao về bất hồi quan. Không thể sơ sót, khoảng thời gian trước chúng ta đi cùng nhóm vực chủ đó chính là vì thả lỏng cảnh giác mới bị Dương Khai đánh lén, dẫn đến toàn quân bị diệt. Lời còn chưa dứt khỏi miệng, bất chợt trước mặt bọn hắn một thân ảnh phong thần tuấn lãng xuất hiện, Dương Khai tay cầm trường thương dơ cao, Kim Ô Đúc Nhật đã ngưng tụ chuẩn bị đánh xuống. Chúng ta vẫn luôn đề phòng nguy cơ đến từ hậu phương, căn bản chưa từng nghĩ đến Dương Khai lại chặn trước mặt, gia hỏa này thật đúng là xuất thần nhập quỷ mà. Phản ứng của nhóm vực chủ này khác với nhóm gặp được lúc trước, thời gian mấy tháng, Ta đã giết không ít cường địch, bọn chúng cơ bản vừa nhìn thấy ta đã quay đầu chạy mất, đến mặc xào mang theo cũng không màng đến. Trước mắt đám vực chủ này rõ ràng có đủ thời gian phản ứng, nhưng bọn họ lại không có ý độn tẩu, đây là vì sao vậy? Không đợi cho Dương Khai phải thắc mắc lâu, bốn tên vực chủ dẫn đầu bàn tay đồng thời đánh ra ấn quyết, rất nhanh sau đó một trận pháp bùng lên bao trùm phạm vi xung quanh bọn hắn. Thì ra là vậy, đám vực chủ chạy ra từ trong sơ thiên đại cấm sẽ không thể kết thành trận thế gì hết. Nhóm vực chủ này có thể kết trận chứng tỏ đám vực chủ từ sơ thiên đại cấm chạy ra vậy mà lại hội hợp với đám vực chủ bước ra từ bất hồi quan. Tứ tượng trận của nhân tộc, vậy mà lại dễ dùng như vậy sao? Đội thương thế là của ta hồi phục rồi cũng phải rèn luyện cỗ trận thế này mới được, miễn cho ngày sau gặp phải nhân tộc cường giả không có sức đánh trả. Dương Khai, mau lui đi, sao vận khí của chúng ta lại kém vậy chứ, lại gặp phải Dương Khai ở đây, lần này phải xử lý thế nào đây? Dương Khai ánh mắt trở nên lăng lệ sắc bén, thương long vung ra, ngọn lửa kim ô ùn ùn kéo tới trận thế. Hừ, lãng phí sức lực thôi, không đúng, một thương này chỉ có hình, căn bản không có chút uy thế nào hết. Không ổn rồi, tên vực chủ của Bất Hồi Quan giật mình nhìn về phía sau, chỉ thấy công kích của Dương Khai đánh đến bọn hắn thì vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đánh đến đám vực chủ từ Sơ Thiên Đại Cấm đi ra thì lại là công kích mang tính hủy diệt. Biến trận mau, bảo vệ tất cả vực chủ Tứ tượng trận sáng rực quang mang tức tốc mở rộng bao trùm đám mặc tộc vực chủ từ sơ thiên đại cấm vào bên trong. Các người muốn chết sao? Dương Khai khí thế dung nhập vào thân thương một thương ầm ầm phóng xuống. Tên vực chủ mồ hôi ướt đẫm hết lớn. Đừng ra tay vội. Mana gia đại nhân có lời truyền cáo. Nói, Mana gia đại nhân để chúng ta truyền lời. Nếu các hạ có thể dừng tay, việc lúc trước bỏ qua vật tư của bất hồi quan cũng có thể tăng đến năm thành. Đừng nói là năm thành vật tư, cho dù là tám thành 10 thành ta cũng không đáp ứng. Lần này đều là dừng tay, thế lực cao tầng của mạc tộc chắc chắn sẽ tăng cao, rất có khả năng ảnh hưởng đến tỷ lệ thực lực của chiến lực cao tầng ngày sau giữa hai tộc. Không gian lóe lên, Dương Khai xuất hiện trước mặt tên vực chủ, chư vị, cô giữ bùm bùm bùm, công kích của Dương Khai đánh tới, bốn tên vực chủ kết tứ tượng trận chỉ có thể cắn chặt răng cố gắng chống đỡ. Nhớ lại lúc trước Mana ra từng dặn dò, sau khi các ngươi và đồng tộc hội hợp, lập tức hộ tống bọn họ quay về bất hồi quan nếu gặp phải Dương Khai thì lấy lợi ích thu hút trước, nếu hắn dừng tay thì là tốt nhất. Nếu hắn quyết tâm không tha, phải dùng đến bí pháp kia để phá trận thế của các ngươi thì tử chiến đến cùng với hắn, tuyệt đối không được thỏa hiệp. Mana ra sớm đã dự liệu được tình hình trước mắt, chúng ta lại không thể kháng lại mệnh lệnh của hắn, nếu không cho dù sống quay về cũng không có kết cục gì tốt đẹp hết. Khi thế bao trùm toàn thân Dương Khai liên tục áp đến tầng trận pháp của đám vực chủ, các ngươi nếu lùi đi như vậy, ta sẽ coi như chưa từng gặp các ngươi. Không thể nào, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi." Dương Khai trong mắt lóe lên sát cơ, tên vực chủ dẫn đầu hét ầm lên, "Mau cố giữ." Cứ nghĩ đón chờ bọn hắn sẽ là công kích liên miên của Dương Khai cùng với sự đau đớn thần hồn sau đó bị diệt sát, nào ngờ nhắm mắt một lúc mà không thấy có gì khác lạ, cả đám mở mắt nhìn phía trước. Dương Khai đâu, chạy đi đâu rồi, không biết nữa, đừng lơ là, hắn sợ là đã trốn ở đâu đó, đợi cơ hội ra tay. Nếu thật sự trốn ở nơi tối, vậy thì sẽ có một dấu vết để tìm chắc không phải hắn đã đi rồi chứ vừa rồi chỉ dọa chúng ta thôi vốn tưởng rằng hôm nay phải táng mệnh nơi này không ngờ vậy mà còn có cơ hội sống sót đi mau mà Mana ra ở cách đó cả trăm vạn dặm sau khi nhận được tình báo thì vô cùng vui mừng chiến tích đã thành công đẩy lùi Dương Khai được truyền ra để tất cả các đội ngũ vực chủ phụ trách hộ tống tộc nhân cứ yên tâm trong nhất thời rất nhiều mạc tộc vực chủ đều tăng cao sĩ khí nhiều năm như vậy vô số cường giả của bất hồi quan giao thủ với dương khai đây là lần đầu tiên chiếm được chủ động mặc dù nói hai vị tiên thiên vực chủ mất mạng nhưng từ kết quả này có thể thấy cũng chẳng tính là gì hết bên trong hư không sau khi dương khai rời khỏi vị trí lúc trước nếu dùng đến xá hồn kích ta có nắm chắc phá được trận thế của bốn vị vực chủ đem tất cả mặc tộc vực chủ đều giết chết ở đây nhưng nếu làm vậy ta chắc chắn phải trả giá lớn một trăm năm tới đều phải ẩn thân dưỡng thương việc này không đáng thay vì liều dùng xá hồn kích để tự thân bị thương, còn không bằng tìm cơ hội giết càng nhiều vực chủ hơn. Một tháng sau, Dương Khai vẫn luôn ẩn nấp quan sát nhưng chưa từng động thủ, tháng này ta đã gặp ba nhóm vực chủ rồi. Rồi thì mỗi nhóm vực chủ đều có đội ngũ đến từ bất hồi quan kết thành thủ hộ khiến ta không thể ra tay. Không có cơ hội rồi sao? Không, vẫn còn rất nhiều. Theo như thăm dò lúc trước của ta ở sở thiên đại cấm, mặc tộc tiên thiên vực chủ gần như mỗi tháng đều có hai ba vị thành công trốn ra những vực chủ này hội tụ 14-15 vị một nhóm, rồi thì xuất phát đi về phía bất hồi quan. Tính như vậy thì, gần như cứ mỗi nửa năm thì có một nhóm vực chủ đến từ phía sơ thiên đại cấm, một năm sẽ có hai nhóm. Mà sơ thiên đại cấm cách vị trí mana ra sắp xếp cho bọn họ cực kỳ xa xôi, dựa vào bước chân của vực chủ bị trọng thương, nói ít cũng phải mười mấy năm thời gian mới có thể đến được vị trí. Đổi cách nói khác, trước mắt vẫn còn rất nhiều vực chủ từ sơ thiên đại cấm trốn ra, đang đi về phía bất hồi quan. Ta lúc trước ở trong mặc chi chiến trường rộng lớn này tìm kiếm tung tích của những vực chủ đó, nhưng cũng không biết đám vực chủ này rốt cuộc đã trốn ở vị trí nào. Nhưng nếu như ta đến chặn đám vực chủ vẫn đang trên đường, căn bản không cần vận khí gì hết, chỉ cần chạy về phía sơ thiên đại cấm là được, có thể đón đầu được bọn chúng. Đến lúc đó, giết bọn chúng không còn mảnh giáp che thân luôn. Mấy ngày sau bên trong mặc xào của gia, tin tức vừa mới báo về, Mana ra nổi trận lôi đình gầm lên, ngươi nói cái gì hả? Dương Khai hiện thân cách sơ thiên đại cấm không xa, đồ sát các vực chủ đang chạy đến sao. Đáng chết, lại là hắn, tên họ Dương đó sao cứ âm hồn không tan vậy. Truyền lệnh xuống, để các chiến trường đại vực tăng cường thế công, không chừa đường sống. Thôi thì đem mông quyết ném vào chiến trường, Dương Khai có thể giết vực chủ của chúng ta thì ta không cần phải quan tâm hẹn ước lúc trước với hắn nữa. Ngụy vương chủ như mông quyết nếu đột nhiên tham chiến, nhất định sẽ cho lãnh đạo nhân tộc một đòn mạnh. Nhưng, bên nhân tộc lỡ có cửu phẩm khai thiên ra tay nhằm vào thì. Không ổn, Ngụy Vương Chủ không phải đối thủ của cửu phẩm, nếu khơi dậy đại chiến tầng cấp này, tình thế không dễ nắm bắt, đây không phải điều ta muốn nhìn thấy. Hiện tại các vực chủ muốn tấn thăng vương chủ còn cần vài năm, vẫn là nhịn thêm một thời gian đi. Nhiều ngày sau bên trong hư không, các vực chủ mặc tộc đột nhiên hóa chẵn thành lẻ rồi mấy tên vực chủ này không hành động theo đoàn nữa mà toàn bộ phân tán ra, có người ẩn trong tối, có người tránh xa vị trí đã định, không tiếc vòng đường cũng phải cố gắng tránh ta. Không thể không nói, đây là một phương pháp ứng đối rất thông minh, nếu đoán không lầm, chắc là đến từ chỉ lệnh của Manaza. Nhưng vậy thì sao chứ, màn giết chóc này đã kéo dài một năm, tiên thiên vực chủ trước sau chết trong tay ta hơn 200 người. Nếu mục tiêu của các vực chủ này là bất hồi quan, vậy thì ta chờ sẵn tìm một hướng chờ họ tự tìm đến, ta không tin, lần này mana ra đó còn có cách gì. Nửa năm sau, sâu trong chiến trường mặc, một tên vực chủ như lưu tinh bay xoẹt qua hư không, tốt quá rồi, chỗ này cách bất hồi quan chưa đến nửa năm nữa. Nhưng hắn vui mừng còn chưa được lâu, một mũi thương từ trong hư không bất chợt bay ra, chỉ thấy chớp một cái, ánh mắt của hắn đã có thể nhìn thấy thân thể của chính mình đang từ từ đi xa. Dương Khai bay đến, đem thi thể và máu bắn ra thu hết vào tiểu càn khôn, sau khi dương khai xóa sạch dấu vết chiến đấu để lại lại tiếp tục mai phục tiếp theo trong một tháng dương khai liên tiếp giết bốn vị vực chủ mỗi lần sau khi giết chóc hắn lại xóa sạch mọi dấu vết đám vực chủ khác không kịp thời phát hiện liền ngay lập tức bỏ mạng tin tức truyền về trong đại điện bất hồi quan đáng chết mà dương khai ta hận người tổn thất quá lớn mấy năm nay vực chủ chết trong tay dương khai có hơn ba bốn vị rồi và lại nay không biết tên đó trốn ở đâu giết vực chủ Mặc tộc còn khó khẳng định được vị trí của hắn. Không được, phải nghĩ cách tìm ra hành tung của hắn mới được. Hai năm sau, Dương Khai lại một lần nữa biến hóa phương vị ẩn thân, chờ các vực chủ từ sơ thiên đại cấm lẻn ra tự chui đầu vào lưới. Thời hạn nửa năm, đúng lúc các vực chủ đến, không biết lần này ta có thể giết bao nhiêu vực chủ. Rất nhanh sau đó, một tên vực chủ bay vụt qua, Dương Khai vẫn như mọi lần bất chợt xuất hiện một thương đâm tới, nhưng mỗi thương sau khi xuyên qua lồng ngực tên vực chủ Tên này không có chút hoảng sợ kinh hãi nào mà nở một nụ cười đắc ý, cái gì? Mặc tướng vĩnh hằng, cơ thể của hắn trong nháy mắt phình to sau đó nổ tung. Vụ tự bạo của tiên thiên vực chủ làm chấn động cả một mảnh hư không, mặc chi lực ngùn ngụt lan tỏa bao trùm một phương thiên địa. Vực chủ này vậy mà lại tự bạo ư, trước đây giết nhiều vực chủ như vậy, cũng chưa nhìn thấy tên nào trực tiếp tự bạo như vậy. Nếu như không phải ta có long mạch chi thân thì đã bị thương nặng rồi. Vừa mới thở ra một hơi, Dương Khai giật mình quay đầu nhìn về nơi xa, rất nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ đang cùng lúc lao đến, một lần lại thu hút nhiều vực chủ đến như vậy, hình như bọn họ sớm đã dự đoán biết trước rồi, mình sẽ động tay ở bên này. Mặc tộc không thể nào biết trước được hướng đi của mình, mình không lâu trước đây mới di chuyển đến vị trí này. Nếu nói như vậy, chỉ có một khả năng, mặc tộc lại có mưu kế giống mình, cùng ngồi ôm cây đợi thỏ, đợi mình xuất hiện. Rất nhanh sau đó, toàn bộ phương vị đều đã bị đám vực chủ bao quanh, Dương Khai giờ phút này liền như cá trong lồng, các vị cẩn thận, lần này không thể nào để hắn chạy thoát được, nhất định phải giết chết tên Dương Khai này, giao lại cho Mana gia đại nhân. Ha 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 ha, Mana gia à Mana gia, lần này ngươi đúng là tính kế với ta rồi. Nhưng mà như vậy thì đã sao chứ, nếu như ngươi đã vứt ra miếng thịt lớn như vậy, thế thì ta sẽ cung kính không bằng tuân mệnh, sẽ cắn trước một miếng. Thiên địa vĩ lực trong cơ thể bùng ra bao trùm toàn thân, Dương Khai tay cầm chặt thương long gầm lớn xông tới, giết. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh chóng, thoát ẩn thoát hiện ở trên chiến trường. Mỗi một lần hắn xuất hiện liền có vực chủ vẫn lạc, đáng ghét. Thấy đồng bọn bị giết, một đám vực chủ khác cùng nhau xông tới, nhưng công kích của bọn hắn còn chưa kịp đánh tới thì đã phải đối mặt với công kích gần như vô tận của Dương Khai nhấn chìm. Dù cho có kết thành trận thế đi nữa thì cũng chỉ là chống cự được trong nháy mắt. Quái vật a! À. Một lúc sau, cả đám vực chủ không ai dám tiến lên nữa, bọn hắn cứ đứng đó bao quanh Dương Khai nhưng lại giữ khoảng cách rất xa dương khai mana gia đại nhân mời ngươi vào mặc xào nói chuyện mời vào mặc xào nói chuyện sao ngươi tưởng ta là đứa trẻ ba tuổi sao hả bảo hắn đi chết đi là được rồi cái tên mana gia cho rằng ta không hiểu gì về sự quỷ dị của không gian mặc xào sao ha ha đề nghị ấu trĩ như vậy đúng là đáng bị giết cái này không muốn vào mặc xào cũng không sao mana gia đại nhân có lời muốn nói lại nói đi mana gia đại nhân nói dương huynh mặc tộc ta đã nhượng bộ với ngươi 30% lợi nhuận, chỉ cầu Dương huynh có thể dàn xếp ổn thỏa, hôm nay sao lại làm khó mặc tộc ta, tàn sát cường giả của mặc tộc ta chứ? Hừ, nhân tộc và mặc tộc không chỉ có hai vị, mặc tộc nếu như ngoan ngoãn ta sẽ không gây thêm chuyện, nhưng mặc tộc ngươi ở sơ thiên lại giở trò ở sơ thiên đại cấm, trộm cắp, hội tụ sức mạnh, sao ta có thể ngồi yên không quản được, ta chỉ hận giết không đủ nhiều, giết không đầy đủ mà thôi. Dương huynh nói không sai, nhân tộc và mạc tộc không chỉ có hai vị ngươi và ta cho dù có mối quan hệ nhiều năm như vậy hai bên đồng tình mana ra muốn làm bằng hữu với ngươi cũng là mơ mộng hão huyền ngươi và ta làm chẳng qua chỉ là vì lợi ích cho bổn tộc xuất thân không giống nhau lập trường cũng không giống hay cho đồng tình quỷ mới đồng tình với ngươi chuyện đến nước này chuyện này cũng nên kết thúc rồi ngươi muốn kết quả gì hả sơ hở của sơ thiên đại cấm đã được vá lại sẽ không có vực chủ từ trong đại cấm đi ra nữa Trước đó các vực chủ đi từ trong đại cấm ra bị Dương Huynh giết không ít, ý ta là. Chuyện này cứ như vậy thôi đi, Dương Huynh không đi giết vực chủ mặc tộc ta, bên mặc tộc ta cũng không truy cứu việc trước đây nữa 30% vật tư đã hứa với Dương Huynh vẫn như cũ, ý Dương Huynh thế nào. Tên mana ra đó, ta giết gần 40 vị vực chủ, hắn cứ như vậy mà bỏ qua sao, tổn thất lớn như vậy, cũng có thể xem như là chưa từng xảy ra, đây đúng là thành ý rất lớn. Được, nếu mana ra ngươi thật lòng như vậy, Dương Mẫu sao lại có thể không thành toàn người chứ, làm như lời ngươi nói thì sao? Dương huynh quả nhiên thâm minh đại nghĩa, nếu vậy, mong Dương huynh tạm thời ở lại đây 20 năm. Dương huynh yên tâm, số vực chủ này sẽ ở đây cùng huynh, nếu Dương huynh không ra tay với họ, họ sẽ không đánh trả. Ngoài ra, ta có thể đảm bảo vương chủ đại nhân và bản thân ta cũng không xuất hiện trong phạm vi cảm chi của Dương huynh. Biết ngay mana ra này còn thủ đoạn khác, xem ý độ này là muốn kiềm chế ta ở đây, thú vị. 20 năm, đủ để nhóm vực chủ cuối cùng từ sơ thiên đại cấm ra trở về bất hồi quan rồi. Gia, nếu ta đã hứa với ngươi chuyện này, đương nhiên sẽ không làm trái, lòng tin của ngươi đối với ta ít quá. Không phải không tin Dương Huynh, chỉ là việc trọng đại, không thể không cẩn thận một chút, Dương Huynh lượng thứ. Hừ, nếu ta có ý muốn đi, mấy tên vực chủ này không ngăn được ta đâu. Dương Huynh đâu cần phải như vậy, tộc ta đã đủ nhượng bộ rồi. Có vài việc ta có thể thương lượng với Huynh, nhưng có vài việc lại không thể thương lượng. Vậy thì Dương Huynh, Huynh nỡ đi như vậy sao? Ha 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 ha, người hiểu ta chỉ có mana ra mà, nếu có ngày ta tấn thăng cửu phẩm, sẽ lấy đầu của ngươi để tế sự vui mừng trong lòng ta. Nói không sai, ta đương nhiên là không nỡ để 50 vị tiên thiên vực chủ ở đây, ta không giết sướng sao có thể đi chứ. Thay vì lãng phí thời gian và tinh lực mai phục giết lũ vực chủ lẻ tẻ đó, chi bằng ở đây buông tay làm một ván lớn. Đây mới là tinh túy mưu tính lần này của ma ra, hắn để một miếng mồi lớn trước mặt ta. Mà tên này vì truyền đạt lời của ma ra, tâm thần luôn kết nối với mặc xào trong tay, đúng lúc là cho đột phá tốt nhất. Tuy biết là một cái bẫy cục, nhưng với tình thế hiện giờ không thể không làm, Dương Khai siết chặt thương long khí thế bùng lên lao tới tấn công tên đang kết nối với mặc xào. Mà đám mặc tộc vực chủ xung quanh thấy vậy như đã dự liệu từ trước, bọn chúng đồng thời siết chặt vòng vây cùng nhau tấn công về Dương Khai, giết hắn. Trường thương sau khi đâm thủng đầu tên vực chủ thì lập tức dơ cao, đại nhật pháp tướng hiện ra vàng rực cả một mảng hư không rộng lớn. Dương Khai dùng sức một người chống lại hơn 50 vị tiên thiên vực chủ, chết cho ta. Hư a a a, kiên trì nào, đám mặc chủ xung quanh không ngừng đánh đến chống chọi với công kích của Dương Khai, rất nhanh sau khi Dương Khai có chút suy yếu bọn chúng liền thu nhỏ vòng vây. Phụt, bị cỗ khí thế cùng công kích từ khắp nơi ép đến, Dương Khai miệng phun ra một ngụm kim huyết, long chảo, long giáp bắt đầu hiện ra, hắn ngửa đầu lên trời gào lớn. Các ngươi, muốn giở trò gì trước mắt lão tử đấy hả? Long hóa mở ra, cổ long vài ngàn trượng ngạo nghễ hư không khiến cho cả đám vực chủ trở nên nhỏ bé lạ thường. Ta sẽ ăn các ngươi, miệng rồng mở lớn, dương khai lao tới nút chừng từng tên vực chủ, những tên vực chủ còn lại thì chẳng có cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn bị cắn chết. Sau một hồi cắn xé, Dương khai đầu rồng vươn cao miệng lớn nhà ra Long Châu ngưng tụ ra một cỗ năng lượng cùng bạo đánh thẳng xuống chiến trường công kích ầm ầm đánh đến một đám vực chủ không kịp né tránh chỉ trong nháy mắt liền nổ tung thành cho bụi đám vực chủ chạy thì sợ dương khai chạy mất mà không chạy thì chỉ có thể mặc cho dương khai chém giết cứ như vậy màn chảm sát của dương khai duy trì đến khi hắn thu lại long thân cùng long châu trên mặt tên nào tên ấy đến hiện tại chỉ còn lại nỗi hoảng sợ hằn sâu vào tâm trí kẻ điên này dương khai như một tử thần đòi mạng vậy kẻ bị hắn cho là ngứa mắt liền lập tức bị giết Đúng lúc khi Dương Khai định tấn công thêm một đợt thì bất chợt từ hư không một đoàn công kích ầm ầm xé không mà tới. Tên mana ra này sớm không đến muộn không đến, lại đến vào đúng lúc ta bị tiêu hao lớn nhất. Cho rằng ta sẽ ở lại đánh với các ngươi sao, nằm mơ đi, không gian pháp tắc bao trùm toàn thân, Dương Khai vừa định dịch chuyển rời đi thì. Nhanh, tăng cường công kích, nhất định phải giữ hắn lại, đám vực chủ xung quanh vừa thấy Dương Khai có ý định chạy trốn thì điên cuồng đánh đến không gian chi lực vừa mới bao phủ toàn thân chưa kịp dịch chuyển đi thì đã bị đánh tan. Phốc, Dương Khai bị công kích điên cuồng đánh đến phun ra mấy ngụm máu lớn, thân thể như con diều rách rơi tự do xuống mặt đất. Quả nhiên, có nhiều kẻ địch mạnh phía trước như vậy, muốn mượn không linh châu bỏ trốn cũng không được, nếu đã như vậy. Ta sẽ giết ra trùng vây, đại tự tại thương thuật, tiếng thét vừa vang lên, từ bên dưới mặt đất ẩm ẩm chấn động, vô số thương ảnh chui lên hướng về đám mặc tộc vực chủ mà phóng đến. Dương Khai, ngươi đúng là tự đại quá rồi đó. Dương Khai vừa mới nhảy lên không trung, một bàn tay to lớn đã xuất hiện ngay phía sau lưng hắn chụp tới. Cỗ áp bách đánh tới khiến Dương Khai phải chật vật chống đỡ, miệng không tự chủ lại phun thêm một ngụm. Mana ra bay đến lơ lửng trên không nhìn xuống, Dương Khai, nhanh đưa tay chịu trói đi, có thể tha cho ngươi tội chết. Mana ra, ngươi bành trướng rồi hả, đến nay đến Dương Huynh cũng không gọi nữa sao. Vậy thì ngươi cũng phải có tư cách mới được, Nói không sai, trạng thái của ta hiện giờ muốn thoát khỏi truy kích của hắn đúng là có chút khó khăn, nhưng mà may là, lần này đến truy kích không phải là vị Mặc vực vương chủ đó, nếu không tình hình chỉ có càng tồi tệ hơn thôi. Mặc Chi Lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới, Dương Khai cắn chặt hàm răng, ấn ký âm dương đồng thời sáng lên, một đoàn tịnh hóa chi quang bao trùm toàn thân thay hắn chống chọi lại với Mặc Chi Lực, nhân cơ hội đó, Dương Khai phá không tăng tốc bay đi. Nhưng cơ thể của hắn vừa mới bay lên, mặc chi lực từ khắp nơi lại một lần nữa đánh tới, tưởng rằng ta sẽ để ngươi chạy thoát sao. Dương Khai vận dụng chút sức lực còn lại tăng tốc lao vụt lên phía trước né tránh công kích, chạy, bất luận thế nào ta đều phải thoát được ngụy vương chủ Mana ra này, sống tiếp. Mana ra tăng tốc đuổi theo, cảm giác truy bắt này khiến hắn đắc ý nở một nụ cười lạnh lẽo, tất cả đều ở trong kế hoạch. Tiếp theo đây chính là toàn lực truy sát Dương Khai, chỉ cần có thể giải quyết được đại địch này, những tiên thiên vực chủ đã chết đi lúc trước mới có giá trị. Chết tiệt làm thế nào mới có thể thoát được đây? Trốn đến sơ thiên đại cấm cũng là một cách, bên đó có thoái mặc quân, còn có thánh long phục quảng. Nếu có thể đem mana ra dẫn đến bên đó, không chỉ bảo vệ được an toàn của chính mình, còn có thể để phục quảng thuận tay giải quyết ra hỏa mana ra này. Không được, vẫn là quá xa, dựa vào trạng thái của ta hiện giờ, còn chưa đợi chạy qua sợ rằng đã bị mana ra đuổi đến rồi vậy thì phụ cận có thể mượn sức được, chỉ có các bát phẩm đang âm thầm bảo vệ cả vạn nhân tộc võ giả đang khai thác tư nguyên mà thôi. Nhưng nếu ta thật sự chạy qua đó, những võ giả khai thác vật tư đó bị dư chấn chiến đấu đánh đến, tu vị của bọn họ lại không cao, sợ là sẽ tử thương cả mảng lớn, hơn nữa vị trí của bọn họ một khi bại lộ, chắc hẳn sẽ gặp phải sự vậy giết của mặc tộc. Cả vạn anh hùng mai danh ẩn tính, chịu rủi ro cực lớn để ở lại nơi sâu thẳm trong mặc chi chiến trường để khai thác tư nguyên, không nên vì tư lợi của ta mà rơi vào hiểm cảnh. Quả nhiên, vẫn phải một mình chiến đấu, gia hỏa này, lần này thật sự quyết tâm muốn diệt trừ ta rồi. Bó tay chịu chói đi Dương Khai, ta còn có thể giữ toàn thay cho người. Dương Khai vừa chạy đi, thương thế của nhục thân dưới tác dụng của long mạch chi lực dần được tu bổ, thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn cũng đang gia tăng, ôn thần liên đang nuôi dưỡng tâm thần. Hiện giờ xem ra, sợ là phải cùng mana ra kéo dài 30 năm ta mới có thể hồi phục được, nếu là vậy, ta sẽ cùng ngươi mài rũa một trận, dương khai, lần này ngươi chạy không thoát đầu. Mana ở phía sau ngưng tụ mặc chi lực đánh tới, dương khai ánh mắt trầm xuống, tịnh hóa chi quang thúc động ngưng tụ thành một quả cầu cực lớn đánh về phía Mana Tạm biệt, vừa định tăng tốc chạy đi, bất chợt tâm thần chấn động, dương khai trong nháy mắt đó thân hình bỗng sững lại một nhịp trong hư không. Đồng tử trong mắt co rút lại, rõ ràng có một bàn tay vô hình khống chế, khiến tiểu càn khôn vốn ổn định kiên cố lại sụp sôi. Mana ở phía sau thấy thế thì vui mừng cười lớn, Dương Khai, chịu chết đi, bàn tay to lớn ngưng tụ một quyền đấm thẳng xuống đầu Dương Khai. Thời khắc cứ ngỡ Dương Khai sẽ phải chết, bất chợt không gian lóe lên, một quyền của Mana lại chỉ đấm vào tàn ảnh, ừ, chạy đi đâu rồi. Tâm thần mở ra giò xét vạn dặm xung quanh, Mana phát hiện sau lần dịch chuyển vừa rồi Dương Khai đã yếu nay lại càng suy yếu. Hết sức rồi sao, xem ra là công lao của một kích vừa rồi của ta. Ngươi vậy mà lại mắc phải sai lầm vào thời khắc mấu chốt, cho ta có cơ hội hành động. Dương Khai, lần này là mệnh khắc tuyệt người, không thể trách ta được. Dương Khai đang chạy đi, bất chợt tâm thần một lần nữa lại chấn động, cơ thể lại dừng lại ở trong hư không, vừa rồi là chuyện gì vậy? Trong phút chốc vừa rồi, tiểu càn khôn của ta vậy mà đột nhiên lại lay động một chút, dẫn đến thiên địa vị lực của bản thân rối loạn. Nhưng tiểu càn khôn của ta sao lại lay động được chứ? tiểu càn khôn của ta vẫn luôn có cây con thế giới thụ phong trấn viên nhuận không tì vết ngoại lực bất xâm cho dù là đối đầu với mana ra tiểu càn khôn cũng không thể nào gặp phải ảnh hưởng gì hết lần mò theo ngọn nguồn của cái cảm giác kia dương khai giật mình nhìn về phía sau lưng ở bên đó đó chẳng phải là phương hướng của nơi khoe hung uy lúc trước đại chiến với cả trăm tiên thiên vực chủ hay sao cảm giác này không thể sai được rõ ràng nơi đó có thứ gì đó đang thu hút ta bẫy của mặc tộc ư hay là âm mưu của mana ra đây rõ ràng thực lực tu vi đến mức độ của ta tâm tính ổn định căn bản không thể nào bị sức mạnh ngoại lực ảnh hưởng được cùng lúc đó bên ngoài sơ thiên đại cấm hai vị cường giả nhân tộc bát phẩm đang xếp bằng tu luyện bất chợt hai mắt mở ra đồng thời nhìn nhau tân đại vực tâm thần chấn động hạng sơn từ bên trong căn nhà gỗ lao ra bay vù lên thiên không thứ đó vậy mà lại hiện thế rồi sao lại nói mặc chi chiến trường nơi khoe hung uy Đám mặc tộc vực chủ sau khi bao vây Dương Khai lúc này đã chẳng còn lại bao nhiêu, Dương Khai đó rốt cuộc là quái vật gì vậy chứ? Bất chợt, một tên vực chủ hoảng sợ chỉ ngón tay về phía đồng bọn, sau lưng ngươi là thứ gì vậy? Ý, đây là, chỉ thấy toàn bộ vực chủ còn chưa kịp rời đi thì lúc này bao quanh bọn hắn là những văn tự kỳ lạ cổ quái. Mà nếu có thể nhìn từ thiên không, các văn tự này chính là được khắc trên một chiếc lưu vô cùng lớn mà đám vực chủ này chính là bị nhốt ở bên trong. Đây là chuyện gì vậy? sao đột nhiên bị nhốt lại chứ, ngoại giới này sao lại nguy hiểm vậy chứ, đám vực chủ cố gắng vũng vẫy chạy ra nhưng không thể, đúng vậy. Cuộc sống bên trong sơ thiên đại cấm mặc dù có khô khan đơn điệu nhưng cũng tính là an ổn, ta nhớ sơ thiên đại cấm rồi, mẹ ơi con muốn về nhà hu hu hu. Không chỉ phía hư không này xuất hiện hư ảnh kỳ quái, trong các nơi chiến trường giao chiến của nhân mặc lưỡng tộc đều có hư ảnh đột nhiên ngưng kết. Thậm chí đến bên ngoài sơ thiên đại cấm, còn có trong không chi vực không có ai hết cũng xuất hiện tình hình thế này, Giống như sự tồn tại thần diệu gì đó đang chiếu ảnh ở vị trí bất đồng. Bên trong tổng phủ tư, Mễ Kinh Luân sắc mặt tái đi, vật này xuất hiện vào lúc này thật đúng là mệnh mà, thăng bằng mà hai tộc cố ý duy trì cả ngàn năm nay xác định sẽ bị phá vỡ rồi sao? Một hồi lâu sau, Hạng huynh, ngươi đến rồi à, vốn dĩ ta đang bế quan, nhưng sau khi phát hiện động tĩnh của thứ đó bị đánh thức, tiểu can khôn dao động, tấn thăng cửu phẩm thất bại, cũng chỉ có thể xuất quan, đáng tiếc mà. Không có gì đáng tiếc vật đó đúng thật là càng khôn lư sao, chắc huynh đã cảm ứng được rồi. Đúng vậy, nghe đồn mỗi lần càng khôn lư hiện thế, bát phẩm đỉnh phong đều sinh ra cảm ứng, xem dáng vẻ quả nhiên là vậy, vị trí ở đâu, hai, mễ kinh luân chắn nản thở dài. Vị trí không chỉ một nơi, ý gì chứ, cậu tự xem đi, nói rồi mễ kinh luân lấy ra một cuốn ngọc giản, bên trong là những nơi có dấu hiệu xuất hiện của hư ảnh càng khôn lư. Nay tình báo tổng phủ tư nhận được hiển thị, hư ảnh của càn khôn lư đó xuất hiện trong chiến trường các đại vực, sao lại như vậy chứ? Căn cứ vào ghi chép trong sách Đại Động Thiên Phúc Địa, lúc càn khôn lư hiện thế đúng là không chỉ có một vị trí, nhiều nhất từng có ba vị trí, nhưng mười mấy chỗ như lần này đúng là chưa từng có. Vậy sao? Rất lâu trước, ta từng nghe sư tôn nói qua chuyện của càn khôn lư. Các tiền bối suy đoán, bổn thể của càn khôn lư luôn ẩn giữa thật hư chưa từng có ai thấy qua. Toàn bộ thứ bị nhìn thấy đều là bóng của nó, bóng đó tuy cũng là hư ảo nhưng liên quan đến bổn thế càng là lối vào càn khôn lư ta cũng từng nghe các tiền bối nói qua chuyện này ngoài ra số lượng bóng này dường như có liên quan đến ít nhiều mạnh yếu của số lượng sinh linh đã chết trong ghi chép lúc số lượng bóng nhiều sinh linh chết đi sẽ nhiều mà sinh linh chết đi càng nhiều thực lực càng mạnh càng có khả năng thu hút bóng của càn khôn lư cho nên lần này chiến trường các đại vực đều có bóng xuất hiện sao đại khái là vì nguyên nhân này Mấy năm nay trong chiến trường các đại vực, tướng sĩ bị thương tử vong của hai tộc nhân mặc khó mà tính được. Cường giả cũng có không ít, bóng của càn khôn lưu xuất hiện ở các chiến trường đại vực này cũng bình thường. Như vậy tính ra, ngoài không chi vực và sơ thiên đại cấm chắc cũng có. Bất luận là không chi vực hay ngoài sơ thiên đại cấm đều có lượng lớn sinh linh chiến tử, đặc biệt là không chi vực, cửu phẩm lão tổ đến cả vương chủ mặc tộc gần như chiến đấu đến chết hết. Điều này đối với nhân loại mà nói không phải tin tốt, nơi bóng ở chính là lối vào càn khôn lư nếu chỉ có một đến hai lối vào bên nhân tộc chắc chắn sẽ dùng sức mạnh cả tộc đoạt lấy quyền khống chế lối vào nhưng bây giờ có mười mấy lối vào cường giả mặc tộc cũng có cơ hội vào trong mặc tộc e là dễ dốc hết sức phá hoại cơ duyên nhân tộc các thánh linh đâu chúng sống đủ lâu rồi có phải biết một vài manh mối liên quan đến càn khôn lư không đã phái người đi mời trưởng lão hai tộc long phụng rồi nhưng cũng đừng ôm hy vọng quá lớn các thánh linh quanh năm đóng giữ bất hồi quan Tuy sống đủ lâu nhưng mỗi năm lúc Càn Khôn Lư xuất hiện chúng đều không vào trong, chắc cũng không biết nhiều về Càn Khôn Lư, ngoài ra ta còn bảo người mời Túc lão của các động thiên phúc địa xem thử có thu hoạch gì không. Thời gian có kịp không? Cái này không cần lo. Theo như sách ghi, bóng của Càn Khôn Lư xuất hiện chỉ là bắt đầu, chỉ khi chờ đến bóng thật sự ngưng thực, lối vào mới xem như là được mở ra, quá trình này thời gian khác nhau, dài có 3 đến 5 năm, ngắn có mấy tháng hạng sơn vỗ vai mễ kinh luân kiên định ta muốn vào ừm hạng huynh nên đi không cần cảm thấy ái náy do huynh tấn thăng cửu phẩm có thể mang lại áp lực lớn hơn cho mặc tộc ta xin lỗi huynh ta vào thì huynh phải ở lại mưu toan toàn cục đừng nói vậy với giao tình của chúng ta hà tất phải nói mấy thứ này ta hiểu huynh không phải vì lợi ích bản thân sẽ phải có một thủ lĩnh tọa chấn ở lại cho dù huynh không nói ta cũng sẽ sắp xếp như vậy đa tạ ha ha bên nhân tộc có ta huynh yên tâm đúng rồi còn một việc dương khai ở bên sơ thiên đại cấm hình như xảy ra chút vấn đề rồi đúng lúc này bên ngoài đại điện vang lên thanh âm huyền minh quân huyết nha cầu kiến mễ sư huynh huyết nha ư chẳng phải hắn là thành viên tiểu đội thần hy của dương khai sao mễ kinh luân như nghĩ tới cái gì hai mắt tỏa sáng lên lại quên mất hắn rồi vào đi huyết nha chậm rãi bước vào khí tức trên cơ thể có chút phập phòng không ổn định huyết khí vườn quanh thân khó có thể thu liễm có lẽ con hàng này thời gian vừa qua đã sử dụng bất diệt huyết chiếu kinh hấp thụ quá nhiều mặc tộc tăng cấp rồi đây mà. Bái kiến hai vị, lần này đến là có việc gì sao? Mễ Kinh Luân mặc dù trong lòng đã có suy đoán nhưng vẫn chưa biểu hiện ra bên ngoài, bình ổn hỏi lại. Ta biết hai vị đến nay đang lo lắng việc gì, trùng hợp, càn khôn lô đó ta từng đến qua, thật hả? Hạng lão đầu mắt chữ A miệng chữ O vô cùng ngạc nhiên, mà Mễ Kinh Luân mặc dù đã đoán được nhưng khi nghe được cũng rất giật mình. Mà cùng lúc đó, bên ngoài sư thiên đại cấm hư không dần dần ngưng tụ ra một bóng ảnh của một chiếc đỉnh tuy trạng thái có chút mờ nhạt nhưng những văn tự cổ xưa cùng cỗ khí thế tỏa ra từ trong đó khiến cho vô số ánh mắt nhìn vào đều chấn động đại nhân càn khôn lô này sao lại có dáng vẻ này chứ không phải là dáng vẻ này thì là nên dáng vẻ nào chứ không biết tóm lại không giống với tưởng tượng lắm đại nhân càn khôn lô xuất hiện ở chỗ chúng ta vậy chúng ta chẳng phải là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt sao ngươi nghĩ nhiều rồi ha 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 đây chỉ là hình chiếu của càn khôn lô mà thôi bản thể của nó tự cổ trí kim đều ẩn náu ở giữa hư thực trước giờ chưa từng có ai nhìn thấy hình chiếu ư tương truyền khi càn khôn lô hiện thế sẽ đem hình chiếu của bản thân lộ ra ở nơi nào đó trong vũ trụ đợi sau khi hoàn toàn ngưng thực thì sẽ hóa thành một cửa vào như vậy thì có thể tiến vào trong nội bộ càn khôn lô tìm kiếm cơ duyên tiến vào trong càn khôn lô tìm kiếm cơ duyên ư vậy trong càn khôn lô chẳng phải là một tiểu càn khôn sao Cụ thể thế nào ta cũng không biết, chỉ là trước kia từng nghe các trưởng bối nói qua đôi ba lời mà thôi. Hơn nữa hình chiếu này có lẽ không chỉ một nơi, sự xuất hiện của hình chiếu có liên quan với số lượng sinh linh chết đi nhiều hay ít, thực lực mạnh hay yếu, chiến trường nơi này đã chết rồi quá nhiều sinh linh rồi, sẽ có hình chiếu xuất hiện ở đây cũng không có gì làm lạ. Hình chiếu còn xuất hiện ở nơi khác nữa sao? Có lẽ là vậy, đến nay các nơi đại vực nơi bên đó có lẽ cũng sẽ có hình chiếu xuất hiện. Vậy chẳng phải nói không phải chỉ có chúng ta có thể tiến vào càn khôn lô hay sao, còn có những mặc tộc kia nữa. Đó là tự nhiên, phàm là nơi có thấu ảnh xuất hiện, sau khi hóa thành cửa vào chắc chắn có thể liên thông đến bản thể của càn khôn lô, eo, không quá giống như tưởng tượng của ta. Vẫn luôn nghe người ta nói trong càn khôn lô có khai thiên đan mà thiên địa tự sinh ra, có thể giúp người ta đột phá trí hạp. Vốn tưởng rằng càn khôn lô nếu đã xuất hiện trước mặt ta rồi, chỉ cần lẳng lặng đợi chờ thời cơ đến rồi thì sẽ có những khai thiên đan thần diệu kia từ trên trời rơi xuống, chúng ta lại ra tay đoạt chiếm. Nhưng hiện giờ mới biết, xuất hiện trước mặt chúng ta vậy mà chỉ là một thấu ảnh mà thôi, đại nhân, ngài biết bao nhiêu về càn khôn lô vậy, có thêm tình báo gì không? Càn khôn lô mỗi lần xuất thế, thánh linh đều không tham dự vào trong đó, việc biết được cũng chỉ là nghe nói qua thôi. Nhưng mà, nội bộ càn khôn lộ đúng là tự lập thành một phương tiểu thiên địa, tiến vào trong đó có thể tìm kiếm cơ duyên. Nếu có thể có được khai thiên đan do thiên địa tự sinh ra như trong truyền thuyết, đột phá cửu phẩm là điều không khó khăn gì. Vậy hả? Vậy ta phải đi, ta phải đi, ta phải tiến vào giúp cha nuôi một tay. Sư huynh, đừng kích động mà. Thấu ảnh bên đó nhìn thì bình thường, thực tế không gian nĩu khúc, không biết có bao nhiêu gấp nếp, mạo hiểm xông vào nhất định sẽ bị nhốt trong đó. Khụ khụ, Càn Khôn Lô đã sắp diện thế, đối với các ngươi cũng có cơ duyên cực lớn, đến nay Thoái Mặc Quân không có chiến sự ta cho các ngươi chọn 50 người tiến vào thăm dò, còn về danh sách các ngươi tự mình thương nghị đi. À. Các nơi xuất hiện càn khôn lô bầu không khí đều đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, còn sâu thẳm trong mặc chi chiến trường, dương khai, ngoan ngoãn dừng lại đi, đừng cố gắng vùng vẫy vô ích nữa. Tuyệt đối không thể để dương khai chạy mất, nếu không sẽ mất hết công sức, mana ra một mạch đuổi theo dương khai, càng lúc càng gần vị trí chiến đấu lúc trước, ý, sao bọn chúng vẫn còn ở bên đó vậy? Ta đây là, lại quay về vị trí chiến trường lúc trước rồi sao, ảo thật đấy nhỉ, mà cái tên Dương Khai kia sao lại quay lại đây chứ? Còn nữa, đám gia hỏa này kẻ nào cũng thương thế thảm trọng, còn lưu lại đây làm gì chứ? Trước đó, sâu thẳm trong mặc chi chiến trường, những gia hỏa này sao vẫn ở đây chứ? Dương Khai bay đến bên ngoài hư ảnh thì dừng lại, hư ảnh này vừa nhìn vào lại có chút giống một lò đan là sao ta? Cảm ứng huyền diệu sinh ra trong tim ta chính là đối ứng với lò đan này ư? càn khôn của ta đột nhiên lay động, cũng là từ lò đan này dẫn ra. Lò đan thế nào, lại có sức mạnh thần diệu như vậy chứ, lẽ nào, là càn khôn lô ư? Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, độn kỳ nhất, càn khôn lô chính là nhất đã độn đi đó. Trong lò đan thiên địa cũng tự sinh ra khai thiên đan, nếu có thể có được chính là có thể đột phá trí hạo của tự thân, đánh phá sự tai hại mà khai thiên chi pháp mang đến. Càn khôn lô vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, nhưng mà càn khôn lô này, sao lại không quá giống như sự tưởng tượng của ta chứ? Dương Khai bay đến đặt một tay lên hư ảnh kia, còn tưởng rằng nó là thiên địa chí bảo như ôn thần liên, nhưng trước mắt càn khôn lô này cũng quá lớn rồi đấy. Mà khi bàn tay vừa chạm đến hư ảnh kia, bất chợt một cỗ chấn động không gian tỏa ra, hình ảnh bàn tay bị không gian gấp khúc biến dạng vô cùng kỳ quái, ý, đây là. Hai mắt Dương Khai sáng rực lên, quả nhiên là sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, khế cơ thoát khỏi truy kích của mana ra chính là lúc này rồi dương khai ngửa đầu hét lớn mana ra người muốn ta chết ta sẽ giết sạch bọn chúng trước đám vực chủ mới sau một đợt khóc nức thương tâm giờ đây nghe âm thanh kia liền kinh hãi quay đầu nhìn lại là dương khai là dương khai bằng da bằng thịt đó anh em sát tinh này sao lại quay về rồi vậy a a a a cứu mạng ta muốn về nhà cứu với chumia i want to back home mẹ ơi cứu con với hu 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 Dương Khai chậm rãi bước đến, không gian nội bộ này quả nhiên nữ khúc không thể nào tính như thường. Cho dù là gần ngay trước mắt cũng có vô số tầng không gian khấp khúc ngăn cản, thực tế khoảng cách cực kỳ xa xôi. Cho nên những vực chủ này sau khi bị hư không này bao trùm mới không thể nào thoát ra được. Không phải bọn chúng không muốn rời khỏi nơi này, mà là không đi được, sự huyền diệu của lò càn khôn có thể thấy không tầm thường. Nhưng mà đối với người nắm bắt không gian chi đạo như ta mà nói, những việc này cũng là chuyện nhỏ mà thôi, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, cá bơi dưới nước. Không gian pháp tắc bao trùm toàn thân, Dương Khai thân ảnh lóe lên xuyên qua từng tầng vách ngăn không gian từng mũi thường đâm tới, phốc phụt phụt, không ổn, Mana gia đại nhân đã nói, Dương Khai này tinh thông không gian chi đạo, chạy mau bầy ơi. Mana gia đại nhân cứu ta với, ai đến cũng không cứu nổi ngươi đâu, trường thương lại vung xuống, lại một tên vực chủ nữa ra đi. Ở phía sau, Mana gia lúc này đã đuổi tới nơi, Dương Khai người hỗn xược, mau dừng tay cho ta, thích dậy đó, được không, thích cũng phải thích mà không thích cũng phải thích. Mana nổi giận đùng đùng xuyên qua tầng ngăn cách tiến vào phạm vi bao phủ của hư ảnh càng khôn lư, nhưng vừa mới tiến vào xong thì mặt hắn liền tái đi. Ha 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 ha, Mana lão tử cuối cùng cũng lừa được ngươi vào đây rồi, Mana à Mana cho dù ngươi gian như quỷ cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Chờ ta hồi phục đã, quay về sẽ dọn dẹp bọn chúng, rơi vào môi trường không gian này thì chúng bay tới số rồi, Đợi đấy cho ta, mày không thoát được đâu con trai. Tobi continue. Hết tập 215 review, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé, nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ. À. Tập 3 tiếng vẫn đang làm đợi chờ ngày kỷ niệm lên sóng, mọi người xem tạm tập 1 tiếng rưỡi nhé. Hi hi, yêu yêu cả nhà, chu cà mo, chụt chụt.